mọi người nhá. Chị ơi, ra đà... anh bảo. Đăng nhập trên này. Mọi người chờ Nguyên một chút nhá. Đang chỉnh góc quay cho nó đẹp nhất thì thôi. Đăng nhập em vào ấy đi, để anh đọc bình luận ở trên đấy cho nó tiện. Giờ đây anh đọc nick anh ở kia. Hả? Anh viết nick Facebook anh. Vào điện anh Hoàng Hải đi. Không bùn. Không. Không bùn 62. Sao anh lại phải quay như này? Khi đây em chỉ nhìn để đang chỉnh quay như nào. Rồi. Nhìn nữa. Đa phát nữa. 8 8 8. Đa phát là phát cho mọi người vào dần. Quay ngược lại mình đọc được luôn. Đọc ở trên máy tính kia. Chuẩn bị tút quân rồi nhá. Đúng như hẹn đã lên. Chào mọi người nhá. Em cầm nút cho anh cái điện thoại kia ra đây. Trương ngồi ở ngoài đấy xe đi, đóng cửa vào. Hôm nay Hoàng Hải xin chính thức phát trực tiếp bán điều hòa đúng như lời hứa. Việt Nam chiến thắng. Phải bán điều hòa 12.000 PU với giá 4 triệu đồng. Xin mọi người cho Hải một chút thời gian chuẩn bị một chút. Laptop xem hơi chậm đúng không?
Hải sẽ phát trực tiếp trên hai nick Facebook của Hoàng Hải, đó là Điện Thoại Hoàng Hải và nick Bảo Nguyên. Tham gia phát trực tiếp hôm nay là có cô nhân của trong 15 năm qua, em
chào mọi người đi ạ. Giá này thì Hoàng Hải, giá bảo hành trên toàn quốc luôn, toàn thế giới luôn. Với máy lọc nước thì mọi người yên tâm, nếu mà thắc mắc về chất lượng ấy, nếu mà khi mọi người mua được, nếu không thích đấy, xin gửi lại Hoàng Hải xin gửi lại tiền, tặng thêm 1 triệu đồng nữa, bởi vì máy lọc nước Hoàng Hải mang ra bán với giá 1,5 triệu là cũng thật sự là không thể ngờ được là hôm qua Việt Nam này là U23 Việt Nam này là những người đi diện như thế. Hoàng Hải bán điều hòa với giá như thế. Với giá như thế thì tất cả các anh em thợ cũng đã biết là bên Hoàng Hải đã thiệt hại mất bao nhiêu tiền trong 10 bộ điều hòa chưa? Cũng chắc là anh em cũng thể tính ra được. Và máy lọc nước nữa. Em chào anh Điện Anh Huy Tuấn nhé. Huy Huấn ạ. Chắc là có mỗi lần để máy lọc nước để chơi, chia cho mỗi người một cái thôi ạ. Nên là không để báo cho anh được 5 cái. Nếu như anh muốn lấy 5 cái thì anh sẽ phải nhập cái giá để em còn bán ra. Hôm nay xong kiếm hợp ích. Tự hào Việt Nam rất là đáng tự hào đấy anh ạ. Quá tuyệt vời cho đội tuyển Việt Nam. Vâng, mạnh mẽ lên anh Trần Tiến ơi. Cố gắng toàn làm cái điều hòa 12.000 nhá. Toàn
xin giới thiệu mọi người hiện tại đang theo dõi ở trên nick Facebook Điện Ảnh Hoàng Hải có Trần Mạnh Toàn. Đây là một trong những đại lý rất là lớn ở khu vực Cầu Cát, Phủ Cờ. Bán điều hòa Fujika 12.000 và 9.000 với giá 4 triệu đồng ạ. Chính xác, hôm nay Hoàng Hải ấn tượng kỷ niệm năm 2017 thành công, rất là thành công khi Hoàng Hải kinh doanh điều hòa Fujika. Thì Hoàng Hải sẽ mang 10 bộ điều hòa Fujika hôm nay ra bán cho khách hàng của mình. Tất cả trên trang Facebook của Bảo Nguyên cũng mọi người cũng đã biết là ai đã từng mua điều hòa Fujika với giá như nào thì mọi người đã biết rồi. Khi nào xin chào mọi người thêm một chút nữa, khi nào đông đủ thì ta sẽ bắt đầu. Hoàng Hải vẫn đang thiếu rất nhiều các fan hôm qua đặt hàng ở đây. Có lẽ bây giờ hơi sớm. Mọi người chia sẻ giúp Điện Ảnh Hoàng Hải và Bảo Nguyên đi. Chúng ta xem một trang của Bảo Nguyên là gì. Đủ 100 lượt chia sẻ, Hoàng Hải sẽ trực tiếp bán sản phẩm. Dạ vâng. Với giá 4 triệu đồng bán 12.000 đồng. À, bán 12.000 đồng. Bên Hoàng Hải năm 2017 thì có triển khai thêm hãng điều hòa nữa là hãng Sumikura SK được sản xuất tại Malaysia và hãng điều hòa Apito. Bên Hoàng Hải nhận phân phối thêm 2 hãng đấy. Với sự thành công của 2017 vừa qua, hãng điều hòa Fujika, Hoàng Hải sẽ chính thức hôm nay mang 10 bộ Fujika ra bán với giá 4 triệu đồng, giá rất là tuyệt vời. Em nói gì với mọi người đi. Mọi người ai muốn mua điều hòa và máy lọc nước ngày hôm nay, mình sẽ để lại số điện thoại nhé. Và em sẽ ghi vào tờ giấy này, không thì... Các bạn thợ ở trên trang Facebook của Điện Ảnh Hoàng Hải cũng đã biết. Nếu Hoàng Hải bán với giá như thế, thì là Hoàng Hải cũng đã bị thiệt hại, cũng là tương đối. Bởi vì đây là một cuộc chiến khách hàng nên là Hoàng Hải nói là làm. Dạ đủ 100 người xem là em sẽ bán sản phẩm nhé. Mọi người ai muốn mua thì để lại số điện thoại luôn đi ạ. Số điện thoại nhá, em sẽ ghi lại. Đem chua Hoàng Nhi. Gắt rồi. Đem chua Hoàng Nhi hỏi xem thể lệ chơi như nào. Dạ không cần thể lệ như thế nào đâu ạ. Mọi người ở đây ai muốn mua máy lọc nước hoặc là điều hòa với giá giảm một nửa cực sốc đấy ạ, thì chỉ cần để lại số điện thoại cho em và sản phẩm mình muốn mua, em sẽ ghi lại đây. Sau đó em sẽ bốc cho mọi người ai mua được sản phẩm ạ. Dạ em cũng nói qua một chút, đó là chỉ 4 triệu đồng với một máy điều hòa, chỉ có 4 triệu đồng thôi ạ. Giá rất là sốc luôn. Bên Hoàng Hải nói là làm khuyến mại thật, làm thật. Dạ. Đây là năm 2018 rồi. Anh chơi nhanh quá. Anh đọc số điện thoại giúp em nhé. Là Lan Kính thì phải xem lại. Dạ mọi người ghi thêm và cho em là muốn mua sản phẩm gì nhá. Em sẽ bán điều hòa đầu tiên nhá. Chào bạn Anh Vũ, chào bạn Ngọc Hà. Chào chị Huyền Hoàng, Hoàng Huyền. Chào Huyền An Nga. Dạ, 10 bộ điều hòa sẽ được bán đầu tiên nhá. Nên là
mọi người để lại số điện thoại, nếu muốn mua điều hòa thì để lại số điện thoại nhé, chỉ 4 triệu đồng ạ. À, với một bộ điều hòa Fujita, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Mọi người sắp bài mạnh lên cho em một chút nữa đi. Ok, đủ 100 người rồi đấy ạ. À, mình sẽ bắt đầu... em sẽ ghi lại tất cả số điện thoại của mọi người ngay từ bây giờ nha. Để lại chơi là như này, thì hôm qua Hoàng Hải cũng đã ấy rồi. Tất cả những quý khách hàng của Hoàng Hải, ai Hoàng Hải cũng muốn bán điều hòa cho. Nhưng tại vì số lượng quá hạn, mà ai cũng muốn mua điều hòa giá đấy. Để chơi công bằng nhất, thì bên Hoàng Hải cũng đã... Về phía hôm qua thì Hoàng Hải cũng đã ghi lại những quý khách hàng chia sẻ bài viết của Hoàng Hải trong ngày hôm qua. Thứ nhất là trong hội âm thi, và thứ hai là trên link Facebook trang cá nhân của Bảo Nguyên. Thì Hoàng Hải cũng đã ghi rồi, nên là thật sự là số lượng của bạn. Nếu mà Hoàng Hải thật sự là Hoàng Hải muốn bán nhiều lắm cơ, bán hết cơ, bán cho cả một vài nghìn người luôn đấy. Nhưng mà thật sự là số lượng nó rất là có hạn. Và nếu mà Hoàng Hải muốn bán hết thì chắc là bên công ty Hoàng Hải sẽ phá sản. Đây là em đang bán 10 bộ điều hòa đầu tiên nhá. Nên là mọi người không cần ngay lúc này là chỉ mua điều hòa thôi ạ. Lọc nước em sẽ để lát nữa. Không, lọc nước, cả lọc nước luôn đi. Cả điều hòa, cả lọc nước luôn nhá. Đằng nào tí nữa cùng một công bóc. Nên là Hoàng Hải sẽ ghi phiếu. Vậy thì ai mua điều hòa thì ghi điều hòa, ai mua lọc nước thì ghi lọc nước nhá. Người chia sẻ giúp Hoàng Hải, ai cũng có cơ hội để mua được. Nhờ hôm qua Hoàng Hải cũng có đọc vài comment, thấy mọi người bảo là chắc gì đã mua được. Nhưng mà bên Hoàng Hải chơi rất là công bằng, ai cũng có cơ hội mua được sản phẩm trên. Em cũng ghi điện thoại. Xin đọc trong hội âm thi nhé. Lịch giấc mơ xưa, đăng ký máy lọc nước và điều hòa. Hoàng Hải cũng sẽ gấp lại và vứt vào trong đấy. Trong hội ân thi này là link Facebook giấc mơ xưa, Hoàng Hải gấp lại. Thật sự là Hoàng Hải ai cũng Hoàng Hải muốn bán nhiều lắm, bán hết cơ. Và với giá như thế thì Hoàng Hải thì sẽ bị thiệt hại rất là nhiều. Cảm ơn U23 Việt Nam hôm nay có cơ hội để cho Hoàng Hải được ngồi với quý khách hàng của Hoàng Hải, với những vị khách hàng đồng nghiệp cùng Hoàng Hải trong suốt thời gian qua. À, tiếp theo đọc, Nguyên đọc tiếp nhá, em cũng ghi ở trên đấy. Lít vật tư điện lạnh, máy lọc nước. Vật tư điện lạnh, máy lọc nước. À, đây là ở trang cá nhân rồi. Ở đây Hoàng Hải đang đọc ở chợ hội ân thi nhá. Lít ló bạc đời, ló bạc đời, đăng ký điều hòa nhé, ló bạc đời. Ai cũng có cơ hội để mua được sản phẩm ở bên Hoàng Hải với giá trên. Nên là đây là link vật tư điện lạnh Hoàng Hải chưa gấp, xin gấp vào. 10 bộ điều hòa, nếu mà như quá thợ Lick Liêm Nguyễn ở trong hội anh Vũ ơi, bà cứ để lại số điện thoại cho tớ đi, tớ bảo anh Vũ có rồi, anh Vũ có rồi nhá. Anh Vũ có rồi đấy, anh đã ghi sẵn rồi. Anh Vũ có rồi, ngày hôm qua đi rồi. Ok, đấy đâu rồi anh ơi. Ok anh Lick Hoàng Ngô nhá, Hoàng Ngô của hội thi đấy. Xin chào hai diễn đàn lớn của Hưng Yên, đó là hội ân thi và hội Đồng Hương Kim Đậm, hai diễn đàn rất lớn của hội. Hôm nay nhà phân phối của Hoàng Hải chúng tôi trực tiếp bán rất nhiều đồ bài thi. Tiếp theo ngoài ân thi này, Hà Thị Phương Thảo nhá, trong hội ân thi. Bùi Thị Linh, máy lọc nước và điều hòa. Riêng máy lọc nước các quý vị, nếu mà khi Hoàng Hải bán cho, nếu quý vị không ấy mà giả lại Hoàng Hải, Hoàng Hải xin gửi lại, gửi lại với giá tiền 3 triệu đồng.
nhưng mà mua chỉ có 1,5 triệu. Chơi nói thật, năm nay là năm 2018 rồi. Bên Hoàng Hải kinh doanh thì luôn đấy chứ tín làm đầu. Đấy, chất lượng cao nhất là mục tiêu phấn đấu lâu dài, nên là mọi người cứ yên tâm. Dạ, ai để lại số điện thoại Lê Thịnh, máy lọc nước. Ở trong hội thi Hoàng Hải cũng đã ghi rồi. Lê Thịnh này. Lê Thịnh, máy lọc nước. Đây mọi người thử nhìn theo đúng Lê Thịnh nha. Máy lọc nước. Dạ, đây là số điện thoại của bạn Yến Nguyễn nhé. Đúng số điện thoại của bạn chưa nhỉ? Anh ở đây vì anh bị công an rồi. Tất cả mọi người đều có cơ hội đấy ạ. Ai em cũng sẽ có cơ hội. Quỳnh Phương ở hội em thi. Máy lọc nước. Bạn Ngọc xem ca này. Mọi người chia sẻ giúp bà Hải đi. Nick Lê Đình Minh ở hội em thi nhá. Tên thật của Nguyên là tên thật của Hoàng Hải tên là Nguyên. Nhưng mà trên trang mạng thì mọi người cũng gọi Nguyên là Hoàng Hải. Hoàng Hải là tên cửa hàng của Hoàng Hải. Bên Hoàng Hải đang trực tiếp phân phối rất nhiều các hãng điều hòa nổi tiếng. Rất nhiều luôn. Lịch Trần Trần Phan của cộng điều hòa và máy lọc nước của bạn Đặng Quỳnh, về mình vừa ghi bạn Đặng Quỳnh rồi nhá. Giá máy lọc nước là giá 1,5 triệu nhá anh ạ. À. Anh giỏi đào ạ nhá. Anh giới đào hay là gì đấy ạ? À? Là giá 1,5 triệu ạ. À. Máy lọc nước là giá 1,5 triệu nhá. Có người ăn trộm chó. Không phải đâu. Hai đàn bố bảo cấm chỉ khi bạn ạ. Không đâu rồi. Đi ra vào. Con vào trong kia ngồi nhé. Con vào trong nhà con ngồi đi. Ơ giấy bốc thăm rồi nhé. Đây là Quỳnh nhé, mình vừa ghi bạn rồi nhá. Chơi, lấy nghe ra đây. Đấy, bên này đấy. Bạn Vân Su Si, mình cũng ghi số điện thoại của bạn rồi nhá. Đi vào. Các con đi vào trong nhà đi để bố mẹ làm việc một lúc. Trong hội ân thi là công tử Jimmy Win à. Đây. Ok ạ. Bên nhà phân phối điều mà phải nên là ai cũng có cơ hội hết. Ai cũng có cơ hội để mua được các sản phẩm điều hòa. Nên là mọi người yên tâm, bên Hòa Hải chơi rất là công bằng. Chơi rồi. Bạn nói mọi người này. Linh Hoàng Linh. Máy lọc nước. Hoàng Linh nha. Nguyên Anna này. Ok bạn. Linh Việt Hùng. Điều Hòa. Nick Facebook Trang Huyền đăng ký điều hòa. Ok, chị Thúy Hằng Nguyễn nhá. Mọi người chia sẻ giúp cho Nguyên đi. Nguyên đang phát trực tiếp trên hai nick Facebook. Đó là nick Bảo Nguyên và lịch điện ảnh Hoàng Hải. Ở đây vẫn là hội em thi này, lịch Trần Phan nhé. Trần Phan đăng ký điều hòa và máy lọc nước. Trần Phan đây mọi người có thể kiểm tra nhé. Nếu đi như này Hoàng Hải chơi rồi. Trần Phan mọi người nhìn nhé. Lịch Facebook Trần Phan điều hòa và máy lọc nước. Mình ghi lại hết nha.
với Trần Nam trong hội thi nhá. Đăng ký máy lọc nước. Ngày hôm qua. Đăng ký hai cái luôn ok bạn. Thế này, có. Chưa hôm qua Hòa Hải có đọc được một dòng comment. Bán cho người thân hết rồi thì khách hàng thì ai được. Lick nhà Lê Thịnh. Máy lọc nước. Lick Hoàng Linh. Máy lọc nước. Hoàng Linh trong hội em đi nhé. Lịch Thảo Vân. Máy lọc nước. Bỏ bọn em đi. Cả lắc là rất gọn đấy mà. Cả lắc là mình sẽ bốc thôi nhé. Chứ mình tạm thời mình sẽ bốc trước đi. Bốc người cái điều hòa trước đi. Thì bốc là đi. Ok, mình sẽ gấp gọn nó vào. Rất là nhiều người có cơ hội để trúng đấy. Bên nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải. Đây, tiếp theo là tôi đọc cho nhanh nhá. Đào Ánh Nguyệt này. Đào Ánh Nguyệt này. Máy lọc nước. Ở trong hội em thi. Đây, Đào Ánh Nguyệt đây. Có Đào Ánh Nguyệt nhá. Rất là nhiều người. Úi xưa. Từ ngày người sẽ có cơ hội. Ok, chị Ngọc Linh, hai điều hòa. Có chị của chị ngay. Đức Trần Nam, máy lọc nước. Cái sản phẩm điều hòa các bạn hoàn toàn yên tâm tự tin luôn. Hàng của Hoàng Hải là hàng tem năng lượng, tem MQ đầy đủ. Thứ hai là có tem năng lượng, tem MQ. Và có nhãn năng lượng của Bộ Công Thương. Lúc Phạm Phương thì em phải đọc lên cho mọi người đọc người kia. Lúc Phú Hương này. Phú Hương cũng có điều hòa này. Lúc Phạm Cương này. Máy lọc nước này. Bạn Đào Trang này, điều hòa của máy lọc nước nhá. Rất là nhiều đấy ạ. Trần Mạnh Toàn nhá. Gì? Điều hòa gì? Trần Mạnh Toàn là điều hòa của máy lọc nước ạ. Điều hòa. Bạn Lê Nghĩa. Đức Vân Sushi, máy lọc nước. Lê Nghĩa điều hòa nhá. Tuân Nguyễn điều hòa nhá. Tuân Nguyễn là Đức Tuân Nguyễn đúng không? Bạn Nguyễn Văn Tiến nhá, số điện thoại là 0986568013 nhá. Thế là mọi người yên tâm, Hoàng Hải mang sản phẩm ra bán đấu giá, nó là sản phẩm rất là ngon, không dám bán media. Tránh trường hợp anh em lại bảo là bạn anh cũng biết tiền anh em nghe không? Là mang hàng rẻ ra bán. Với giá 4 triệu thì nói thật sự là ở trên cái thị trường Việt Nam mình đây thì nói thật sự là chẳng có một loại điều hòa nào ở cái mức giá 12.000 đến giá đến 5 triệu đó là 5 triệu rưỡi là khó rồi, chứ mình nói là giá 4 triệu đồng. Hôm nay Hoàng Hải sẽ chơi công bằng nhé mọi người. Tất cả mọi người sẽ được ghi số lại số điện thoại và link Facebook sẽ đều có cơ hội đấy ạ. Yên tâm, Hoàng Hải sẽ không thiên vị người nhà đâu ạ. Tất cả mọi người đã cũng sẽ thành quen nên tất cả mọi người đều có cơ hội trúng thưởng. Dính cũng là trong để dính nhất ở ngoài. Nhiều lắm rồi ạ. Soi Hero. Và em đang cố gắng gấp thật nhanh. Số điện thoại và link tên của mọi người ở đây. Đây là những
anh Vũ cũng có rồi nhá. Đây là số điện thoại và tên của những người đăng ký từ hôm qua và từ sáng. Từ hôm trước khi trận đấu Việt Nam diễn ra. Đấy ạ, nên là em đã ghi sẵn hết vào đây. Và sau đó cùng bỏ vào hòm phiếu này để chúng ta cùng bốc thăm trúng thưởng ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải ạ. Đây nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải chuyên phân phối điều hòa và máy lọc nước bình nóng lạnh nhé mọi người. Sắp Tết rồi, mọi người có nhu cầu mua sản phẩm máy lọc nước hoặc là bình nóng lạnh thì liên hệ qua nhà phân phối để được giá tốt nhất, chất lượng phục vụ tốt nhất ạ. Bên Hoàng Hải cam kết là bán hàng chính hãng. Kể cả điều hòa từ trước cho Hoàng Hải kinh doanh. Hàng của Hoàng Hải là 100% là hàng chính hãng. CQ đầy đủ, theo năng lượng đầy đủ hết. Sản phẩm điều hòa hôm nay Hoàng Hải mang ra bán là của do đơn vị nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, do nhà phân phối Vi Thiện Nhân nhập về. Utica. Miền Bắc thì Hoàng Hải cũng chạy rất là nhiều Fujika. Và Hoàng Hải tin là không ít người ở đây đã từng đắp Fujika của điều hòa Hoàng Hải nên thừa biết về giá cả và chất lượng rồi ạ. Chất lượng Fujika chạy thì đấy. Nên là sang năm 2018 Hoàng Hải có kinh doanh thêm FK Sumikura, có số trực tiếp FK Sumikura và Akito, đều là hai hãng điều hòa rất nổi tiếng. Mỗi lòng xa xứ em không đọc lên. Đọc lên để cho người ta biết người, những người ta đi từ hôm qua là... Anh đọc một nửa cho nó nhanh đi. Trước khi gấp vào thì đọc những ánh ngọc này. Ánh lòng nước Hoài An có rồi nhá. Hoài An có rồi. Tất cả những bạn đã đăng ký từ hôm qua đấy ạ đều đã có tên sẵn rồi. Mọi người chỉ việc theo dõi và chờ đợi kết quả thôi ạ. Bạn thứ văn này, cửa phạm này, cửa phạm chia sẻ ai có cơ hội mua được. Người chơi của nó rất là thông minh ạ. Hộp phiếu đây Hoàng Hải sẽ để ngay ở trên này thôi, sẽ không di chuyển đi đâu đâu ạ. Nguyên đã phát trực tiếp trên này Facebook, đó là Điện Ảnh Hoàng Hải và Facebook Bảo Nguyên. Và đi vào ngay vào trong nhà đi. Yeah.
Số điện thoại 225 tớ vừa ghi rồi đấy bạn, là Ngọc Anh ạ, à? Ngọc An ạ. À? Chia sẻ giúp Bảo Nguyên đi. Hôm qua mọi người đã làm gì để ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam ạ? À? Em là một người không hề ham mê bóng đá, nhưng mà hôm qua cũng rất cháy hết mình và đi chơi đến tận 11:30. Bên nhà phân phối Điều Hoàng Hải thì muốn rằng năm 2018 tới đây, bên nhà phân phối Điều Hòa Hoàng Hải sẽ mang đến những cái sản phẩm điều hòa tốt nhất thị trường đến cho những khách hàng thân yêu nhất của Hoàng Hải. Về kinh doanh điều hòa thì Hoàng Hải rất là tự tin và chuyên nghiệp. Bên cạnh kinh doanh điều hòa thì bên Hoàng Hải cũng phát triển thêm là máy lọc nước và bình nóng lạnh. Tại sao Hoàng Hải chỉ kinh doanh đúng 3 mặt hàng đấy và cộng một cái nữa là cái camera, nữa là bên Hoàng Hải thì không lắp đặt. Tại sao Hoàng Hải lại chỉ làm như vậy thôi? Bởi vì làm ít thì nó mới chuyên nghiệp. Hoàng Hải không bán lẫn lộn, trà trộn bất cứ những cái gì. Khi nói đến điều hòa ở khu vực Trương Xá thì chắc mọi người đã biết là Hoàng Hải nổi tiếng như nào rồi, rất nổi tiếng. Em đi tiếp con mình cho em đi. Mà ta sẽ cùng đậy vào và ta sóc. Và tí nữa ta bóc. Đây là ăn mừng chiến thắng U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam đã mang vinh quang về cho chúng ta. Bạn Tâm Cam này 7, 3, 9, 5, 9, okay, 5. Chỉ ít giờ nữa là bên Hoàng Hải sẽ trực tiếp. Ok bạn, quà tri ân này. Cho gần vào bên chúng. Anh thì lấy cho bố cái sạc đấy. 256 lượt chia sẻ. Cảm ơn những khách hàng. 2018 này Hoàng Hải sẽ mang đến những sản phẩm điều hòa tốt nhất thị trường đến cho những quý khách hàng của Hoàng Hải. Bên Hoàng Hải kinh doanh rất nhiều các mặt hàng điều hòa, ví dụ như Panasonic, Daikin là những cái mặt hàng rất là mạnh bên Hoàng Hải triển khai. Thì cái năm 2017 tại sao hôm nay Hoàng Hải lại mang điều hòa Fujika ra để bán với giá rẻ như vậy? Bởi vì năm 2017 thì kinh doanh điều hòa Fujika Hoàng Hải
rất là thành công với sản lượng gần 3.000 bộ điều hòa cũng diễn ra. Thế là Hoàng Hải cũng thật sự là một cái vui nữa là không thể ngờ được là Việt Nam lại chiến thắng, để hôm nay Nguyên lại được ngồi với mọi người ở trên đây và bán sản phẩm cho mọi người đến tay mọi người. Em cũng đi hết phiếu cả. Của chúng ta lại chiến thắng một cách vẻ vang như vậy. Lát nữa em sẽ sướng danh cho tất cả
là thăm nào không mua được điều hòa và máy lọc nước nhé. Ai cũng sẽ có cơ hội trúng quà của ngày hôm nay khi đến với Hoàng Hải ạ. Em sẽ để ở đây. Dạ em chào bạn Nhật Bổn Thi Voi nhé. Điều hòa bán với giá 4 triệu, còn máy lọc nước bán với giá 1 triệu 500 nghìn ạ. Chào mọi người một chút cho mày đi uống cốc nước này không ạ? Oh. Mọi người chia sẻ giúp Hoàng Hải mạnh lên đi. Trong vòng 20 phút nữa Hoàng Hải sẽ bốc. Dạ vâng. Càng theo bốc là nhiều. Cho nhạc mạnh lên một chút nữa đi. An khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Chỉ tầm một độ 15 phút nữa là Hoàng Hải sẽ bốc. Ai sẽ mua được những sản phẩm trên của gia đình Hoàng Hải? Em sẽ lấy cái quyển sách để tôi Nguyễn Huy Hoàng có phiếu rồi nhá. Mình có thể ghi lại khi anh cũng thử. Hả? Em đi kiếm văn bản. Lấy cái ổ điện ra đây em. Cảm ơn U23 Việt Nam và Hoàng Hải rất ít khi live stream. Rất ít khi live stream bán hàng, nhưng mà hôm nay Hoàng Hải chính thức live stream bán hàng. Bán những sản phẩm với giá sốc, bên Hoàng Hải khuyến mại thật, làm thật, không tăng, không hề tăng giá thành sản phẩm. Đúng rồi. Sản này tìm cho bố cái sạc máy tính ra đây con. Đây, sạc máy tính đây. Không phải cho em. Cái này là sạc gì đấy? Hả? Cái này là sạc gì? Cái đấy là cái sạc ở bên ngoài. Sạc máy tính đây. 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 Với mong muốn năm 2018, Điện lại Hoàng Hải sẽ mang đến những sản phẩm điều hòa tốt nhất cho các quý khách hàng của Hoàng Hải ở bên link Facebook Bảo Nguyên. Bây giờ 25 phút Hoàng Hải sẽ bắt đầu bốc. Mọi người chia sẻ giúp mạnh lên, giúp Hoàng Hải đi, giúp Nguyên đi. Bye.
Coca, ok không? Xin chào tất cả những vị khách hàng ở Ân Thi nhé. Chào tất cả các vị khách hàng ở quý khách hàng ở khu vực Kim Động, quý khách hàng ở Ân Thi, quý khách hàng ở Quái Châu. Ba thị trường lấy điều hòa Hoàng Hải, của Hoàng Hải rất là nhiều. Năm 2018 thì Hoàng Hải cũng xin nói là Hoàng Hải có kinh doanh thêm một mặt hàng nữa, sản phẩm điều hòa nữa, đó là điều hòa SK Sumikura và điều hòa Akito. Hai sản phẩm này đều xuất xứ tại Malaysia. Nếu mà giá thành của bên Hoàng Hải bán thì tất cả mọi người cứ yên tâm. Đấy, nghĩa dân cùng chào. Quên ạ, à, em chào nghĩa dân quê hương của em ạ. À, nghĩa dân là thuộc Kim Động rồi. Hoàng Hải là người có hai dòng máu hòa lẫn, đó là Khoái Châu và Kim Động. Trang Facebook của Điện Ảnh Hoàng Hải, anh em thợ rất là nhiều, biết là 10 bộ điều hòa này Hoàng Hải cũng bán với giá như thế là bên Hoàng Hải bù lỗ cho những tất cả những khách hàng. Mong rằng đây cũng là một món quà để gửi tới những quý khách hàng của Hoàng Hải trong năm 2018. Cho nhà to lên một chút đi. Người nghĩa dân nói là làm. Nick Facebook Bảo Nguyên là nick chính của Điện Ảnh Hoàng Hải, tên Bảo Nguyên là phát trực tiếp trên nick Facebook Điện Ảnh Hoàng Hải. Năm nay dài hơn mọi năm nhỉ mọi người. Năm 13 tháng đăng ký bây giờ đã
nói chuyện với mọi người đi. Mấy khi vợ chồng mình cả hai xong kiếm vào búa này đâu. Chắc mọi người hay thấy vợ chồng mình xuất hiện mà. Cảm giác là sắp đến Tết nó cứ lâng lâng thì đúng không mọi người? Em tuy nhiều tuổi rồi nhưng mà rất là thích Tết. Nhiều tuổi. Đầu 3 rồi đấy ạ. Đây còn 11 phút nữa là bắt đầu chúng ta cũng nằm. Còn 11 phút nữa thôi nhé mọi người. Chúng ta cùng chờ đợi đi ạ. Sạc rồi chúng ta không nào. Người 4 phút nữa. À người 16 phút nữa. Dạ em cảm ơn chị Thái Phạm. Lịch Bảo Nguyên được 355 lượt chia sẻ. Em đừng quay để người đấy. Hết pin. Bảo Nguyên hết pin đâu? Vẫn đang vẫn còn nhưng mà pin yếu ạ. Pin bao nhiêu phần trăm? Chắc vài phần trăm còn pin mọi người giống như pin yếu. Ông Nguyên mà hết phần trăm. Anh có thể để cái này. Xin phép mọi người nhá để Hoàng Hải sạc cái pin một chút. Cái này quay được cả hai vợ chồng nữa đấy. Mấy khi lên TV đâu? Em nói chuyện với mọi người đi. Gói trên Bảo Nguyên đi chào mọi người. Sumikura nếu mà sang tới tiến tới Việt Nam thắng chung kết, em sẽ làm một chương trình rất là lớn nữa để tri ân những khách hàng, quý khách hàng của em đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nguyên. Về kinh doanh điện máy thì Hoàng Hải bên em Nguyên kinh doanh cũng khá lâu rồi.
Em chào anh Quang nhá. Xin chào anh Quang, giám đốc kinh doanh của hãng điều hòa Casper. Chúng ta không thể tin được vào mắt mình là U23 Việt Nam lại chiến thắng rực rỡ như thế. Cái giây phút mà Việt Nam đăng quang em cảm thấy rất là rưng rưng luôn. Lần đầu tiên mà xem thể thao mà mình có cảm giác là muốn khóc như thế. Mọi người đã nằm ở đây, Hoàng Hải sẽ sóc lên, chuẩn bị Hoàng Hải bốc người trước điều hòa. Dạ, chỉ có 6 phút nữa thôi nhé mọi người. Kỷ niệm cho năm 2017 Hoàng Hải kinh doanh hãng điều hòa Fujika. 2018 thì mọi người cũng biết là Hoàng Hải kinh doanh hãng điều hòa Casper. Đến năm 2018 tới đây, Hoàng Hải sẽ trực tiếp kinh doanh hãng điều hòa FK Sumikura và Akito, hãng điều hòa Akito của Malaysia. Vậy chị về phạm mà có thôi chị ạ. Sốc mạnh lên anh ơi, anh sốc mạnh lên cho đều. Đàn ông thì bao giờ cũng sắp. Mọi phiếu của chúng ta vẫn nằm ở nguyên vị trí đây. Dạ, còn 5 phút nữa nha mọi người. Mọi người cùng trở lại với cả cái live stream ngày hôm nay đi ạ. Ai đã đăng ký thì mọi người cùng trở lại đi nhá. Chúng ta chuẩn bị mua với giá sốc rồi đây ạ. Quẩy tất tay đi anh quẩy 10 bộ này cũng tương đối là nặng rồi. Bởi vì hôm qua trước khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thì anh cũng có đăng bài lên trên trang Facebook cá nhân của anh là trang Bảo Nguyên. Anh đăng lên là 10 cái máy lọc nước đầu tiên và 5 bộ điều hòa, nhưng mà thật sự anh kinh doanh rất là mạnh về điều hòa thì anh sẽ gửi tặng thêm 5 bộ điều hòa nữa, giảm 5 máy lọc nước đi. Vì máy lọc nước thì nó bình thường, tăng điều hòa lên. Đăng ký cứ chia sẻ bài giúp mình đi là sẽ được thôi. Hoàng Hải cũng khẳng định luôn là không có một nhà phân phối nào dám bán máy điều hòa 12.000 với giá 4 triệu đồng luôn ạ. 10 bộ 4 triệu đồng. Đến đây chung kết thì Hoàng Hải sẽ xin gửi tặng 20 bộ máy điều hòa với giá cực kỳ còn giảm sâu hơn nữa nếu Việt Nam chiến thắng ở chung kết. Anh nói có hay cắt tay anh đấy. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta tăng lên gấp 4 lần máy lọc nước. Chúng ta cùng chờ đợi trận chung kết của U23 Việt Nam sắp tới ạ. 20 bộ điều hòa. Giám đốc nhà phân phối điều hòa đã khẳng định với mọi người là 20 bộ điều hòa nha mọi người. Với giá cực sốc hơn ngày hôm nay. Thế nên là những quý vị đăng ký ngày hôm nay không có cơ hội mua thì hãy cùng ủng hộ nhiệt tình cho U23 Việt Nam sắp tới chiến thắng để chúng ta còn mua được với giá sốc hơn nữa 20 bộ điều hòa cho trận chung kết. Tất cả những ai bình thường sẽ có, sáng mai sẽ ghi lại hết. Thế nên là quý vị cứ trở lại với livestream ngày hôm nay nhé. Và cùng dùng hết tinh thần 392 lượt chia sẻ, rồi còn 8 lượt nữa. Trong khoảng 3 phút nữa Nguyên sẽ bốc những lá phiếu đầu tiên. Trước tiên là Nguyên sẽ bốc điều hòa trước. Ai cũng có cơ hội để mua được sản phẩm điều hòa ở bên công ty Hoàng Hải. Hoàng Hải bán rất nhiều trên Facebook, rất nhiều luôn. Nhờ Facebook và Hoàng Hải thành công như ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người, cảm ơn quý khách hàng. Bên Hoàng Hải kinh doanh thì thật sự với mọi người là luôn lấy chữ tâm làm gốc, chữ tín làm đầu, lấy chất lượng cao nhất là mục tiêu phấn đấu lâu dài. Chuẩn Sumikura muốn mua như ý. Dạ, bạn Tiến Mai, link Hoàng Hải có dùng ạ.
Đến anh Hoàng Hải vẫn dùng mà đang phát trực tiếp trên hai trang của. Dạ, 4 triệu đồng một bộ điều hòa nha mọi người. 12 nghìn, giá cực sốc luôn ạ. Vâng, em cảm ơn bé Coca nhá, em chia sẻ nhiều lắm rồi ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Bé Coca. Cảm ơn em. Ở trong này đã có những ai từng mua sản phẩm điều hòa của nhà phân phối Hoàng Hải chưa ạ? Mọi người chỉ cần có cho em để em biết xem là có ở trong cái livestream này có nhiều người đã từng mua điều hòa của Hoàng Hải chưa ạ? Khi phải mặt chiến đấu đổ mồ hôi, da đầu sẽ càng nhiều nữa. Và đầu có nguy cơ xuất hiện. Hôm nay Hoàng Hải trực tiếp mang điều hòa Fujika kỷ niệm 2017 ra bán với mức giá 4 triệu đồng 10 bộ. Mỗi một bộ 4 triệu. 12.000 PTU kỷ niệm 1 năm kinh doanh của Hoàng Hải tại thị trường Hưng Yên. Mọi người cũng theo dõi ở trên hai nick Facebook đi. Thì bên Hoàng Hải thi công rất nhiều các công trình lớn. Các công trình đến hàng tỷ đồng và trên tỷ đồng bên Hoàng Hải đã thi công và rất là thành công. Lượt chia sẻ rồi, cảm ơn mọi người. 8:25 rồi em ơi. Tôi Hoàng Hải xin phép mọi người sẽ bốc những lá phiếu đầu tiên để trao tặng. Trước tiên là ăn mừng cho đội tuyển U23 Việt Nam đã chiến thắng rực rỡ. Hoàng Hải xin sóc. Ở trên trang điện lạnh Hoàng Hải thì anh em điện lạnh biết sóc thì đây. Không bao giờ nhìn được gì hơn, chơi rất là công bằng. Anh cứ nhắm mắt vào, sau đó mình phô phờ chúng ngay thì chúng ạ. Đây, Hoàng Hải xin bốc lá phiếu đầu tiên. Đây mọi người nhìn. Anh phải cho ra chỗ này thì nó sẽ không đâu. Chỗ này là đỡ em. Đây anh ngồi xuống bên này. Với sản phẩm điều hòa, 10 chiếc điều hòa với giá 4 triệu đồng thì Hoàng Hải xin bốc những lá phiếu đầu tiên. Xứng danh từng người một nha. Mọi người chia sẻ giúp Bảo Nguyên một chút nữa, mạnh lên một chút nữa. Với mong muốn là 2018 Bảo Nguyên sẽ mang đến cho những quý khách hàng những sản phẩm điều hòa tốt nhất thị trường với chế độ chăm sóc bảo hành nhiệt tình nhất của bên Hoàng Hải. Bên Nguyên thì cũng chỉ kinh doanh mỗi điều hòa và máy lọc nước thôi. Trước tiên là bốc trước một phiếu đầu tiên nhá. Điều hòa. Mọi người cùng xem nhá. Cùng chờ đợi nhá. Đây là một lá phiếu rất là hợp lệ. Không bao giờ nhìn thấy gì, Hoàng Hải chơi rất là công bằng. Xem ai sẽ là người trúng điều hòa đầu tiên của điện lạnh Hoàng Hải ngày hôm nay với giá 4 triệu đồng. Máy 12.000 Fujika. Mọi người có thể xem nhìn rõ. Cái này thì Hoàng Hải xin nhường cho người bạn đời của Hoàng Hải dở lá phiếu đầu tiên xem là Hoàng Hải muốn mang may mắn lại đến cho ai. Vâng, cảm ơn ông xã. Em đọc to lên rồi, lick là gì? Anh nhìn thấy chữ Toàn. Dạ, lick là Trần Mạnh Toàn ạ. Dạ, anh Trần Mạnh Toàn có ở đây không ạ? Ai có ở đây thì mọi người phải bảo có nhá. Không có là em bỏ qua đấy ạ. Có, chắc là có. Cơ đồ bốc ai chúng là Trần Mạnh Toàn đâu ạ? Đã được một bộ điều hòa với giá 4 triệu đồng đấy ạ. Nick Trần Mạnh Toàn. Hoàng Hải tiếp theo xin phép bốc tiếp lá phiếu thứ hai. Dạ em sẽ để lá phiếu này ở đây. Đây. Em bốc lá phiếu thứ hai đi. Không bao giờ nhìn. Mọi người nhìn. Hoàng Hải chơi rất là công bằng, lịch sự, văn minh. Xem tiếp theo là Nguyên đang mang
lại may mắn cho ai? Lại nhờ người bạn đời của Nguyên dở lá phiếu tiếp theo. Em đọc tôi à? Bạn có nick game là Tuân Nguyễn nhá. Tuân Nguyễn? Bạn Tuân Nguyễn đâu ạ? Tuân Nguyễn. Chào anh Tuân Nguyễn nhá. Anh đã có trúng một bộ điều hòa với giá chỉ có 4 triệu đồng thôi ạ. Mọi người like mạnh cho Hải xem nào. Ok anh Tuân Nguyễn. Tiếp theo là xem là mang lại anh Tuân Nguyễn đấy, em ghi luôn vào đi. Đây em sẽ để phiếu ở đây. Sau đó mình sẽ giả điều hòa cho từng người. Liếc kìa. Kể cả liếc không nhìn thấy gì đâu. Tại vì gấp rất là chặt rồi. Mọi người nhìn nhá. Em giờ tiếp lá phiếu đi. Có cả máy lọc nước luôn. Có cả máy lọc nước và điều hòa luôn. Tôi Trần Quyết xin chúc mừng bạn Tôi Trần Quyết nhá. Bạn Tôi Trần Quyết là có ở đây không ạ? Hình như là Tôi Trần Quyết này là nhà phân phối sữa ở dưới Kim Động thì phải. Dạ. Chúc mừng Tôi Trần Quyết. Chúc mừng bạn Tôi Trần Quyết nhá. Nhà phân phối sữa ở Kim Động hình như là gần cổng bệnh viện thì phải. Bạn đã trúng một bộ điều hòa với giá chỉ có 4 triệu đồng thôi ạ. Cả máy lọc nước luôn. Nếu mà anh không bao giờ nhìn luôn. Không bao giờ nhìn ạ. Mà có nhìn thì cũng không nhìn thấy gì. Mọi người có nhìn không nhìn thấy gì luôn. Đây mọi người. À, phiếu này thì xem mấy em không đi vào. Dạ có bán em để phiếu ở đây sau đó. Ba máy điều hòa với giá 4 triệu đã ra đi tại cửa hàng Hoàng Hải. Dạ thật ra là mỗi bộ điều hòa ra đi là một lần tâm trạng em bị trùng xuống đấy ạ. Tiếp đi em. Mọi người chia sẻ giúp Mạnh cho Bảo Nguyên đi. Ồ chúc mừng MC Quang Sáng nhá. Trúng điều hòa rồi. Chúc mừng bạn đã trúng một bộ điều hòa nhá. MC Quang Sáng. Ok bạn, chúc mừng bạn MC Quang Sáng nhé. Bạn có ở đây không? Không có thì phải đổi là như nào? Bạn ấy không, không có thì là phải gọi tên người khác. Không có. Thôi, chúng ai tất cả những khách hàng thân yêu nhất Hoàng Hải. Ai Hoàng Hải cũng muốn bán cho cơ. Hoàng Hải muốn có 1.000 bộ điều hòa để bán ngày hôm nay. Cho tất cả những ai đều có mặt ở trên này đều có. Nếu như vậy thì khả năng mai em sẽ liên hệ với một số hãng. Mình sẽ tiếp tục một số hãng lại để chúng ta cùng nhau giảm giá để cho tri ân tất cả những khách hàng của chúng ta và cùng bác sản phẩm cho là đội tuổi U23 Việt Nam. Đây, em đọc tiếp. Mọi người cùng cổ vũ máy lọc nước và điều hòa bốc cùng luôn 15 phiếu luôn. Lê Nghĩa, ui Lê Nghĩa trúng điều hòa. Chúc mừng bạn Lê Nghĩa nhá. Bạn Lê Nghĩa này. Bạn Lê Nghĩa có ở đây không ạ? Lê Nghĩa là bạn này. Hình như Lê Nghĩa có ở đây không? Bạn Lê Nghĩa. Chào bạn Lê Nghĩa, bạn có ở đây không? Đang xem ở trên có á? Có, ok bạn. Không, chưa thấy bạn trả lời nhưng mà Lê Nghĩa đấy mà. Ba lượt theo dõi. Con đi ra đi. Đang xem ở trên này. Ở đâu chẳng như nhau. Rồi. Ở đâu chẳng như nhau. Không, Hoàng Hải khác, Bảo Nguyên khác mà. Cảm ơn quý những quý gia đang theo dõi. Chẳng có bé cô cả. Chắc chắn là sẽ được nhá. Bé cô cả cố gắng lên, chúng ta cùng. Thêm một lá phiếu nữa. Bao nhiêu điều hòa ra đi rồi? Xem ạ. Đã phải ghi hết vào. 2, 3, 4, 5. 5 cái điều hòa đã ra đi rồi. Hạnh Phạm có phiếu rồi nhá. 5 cái điều hòa ra đi. Chắc chắn những bạn này là toàn những bạn phiếu này để tôi xin phép tôi xin được giả. Máy lọc nước và điều hòa đều được bốc liên tục. Thủy Tùng, nick Facebook Thủy Tùng. Thủy Tùng là những người chia sẻ cho Hải ngày hôm qua. Dạ. Tất cả ai chia sẻ đều quá hết. Thủy Tùng có ở đây không ạ? Thủy Tùng có ở đây không nhỉ? Đi. Ok. Chào bạn Thủy Tùng nhá. Thế là bao nhiêu cái điều hòa thì mình ra đi rồi? 6 cái thôi. 6 cái với giá 4 triệu đồng. Thật sự là chỉ có dạng Hoa Hải mới dám bán giá này. 6 cái điều hòa rồi đi. Nếu mà bán ngang giá thì nói thật sự là nói thì là
bán tung thẳng cái giá mình nhập vào vài triệu luôn. Xin phép được giở lá phiếu này. Lá phiếu này thì ai thì rõ luôn. Lít vật tư điện lạnh được một máy lọc nước. Chúc mừng anh vật tư điện lạnh nhá. Cái máy lọc nước đi rõ là máy lọc nước đây. Ai đăng ký gì thì họ lại sẽ trực tiếp ghi điều đấy. Vâng, cũng có thôi ạ. Vâng, cảm ơn chị Thủy Tùng, chị đã có thôi ạ. Vâng, chào chị, chào Nguyễn Xuân Thự, điều hòa rẻ lắm ạ, chỉ có 4 triệu đồng mấy người ạ. 4 triệu đồng hòa giải hôm nay bán. Nếu mà các quý vị... Có về chồng của Thủy Tùng ạ. Vâng, cháu chào cô Nguyễn Thị Nga. Con chào bà Nga nhá. Bà ủng hộ cho nhà con rất là nhiều đấy. Cảm ơn bà. Cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi trên trang Facebook của Bảo Nguyên và Điện Lạnh Hoàng Hải. Đã 6 cái bộ điều hòa ra đi và đây là cái thứ 7 ạ. Rất là hồi hộp. Không biết 6 cái ai... điều hòa cùng một cái máy lọc nước. Không biết ai sẽ... Tiếp theo một cái nữa, đủ 15 sản phẩm. Tại sao Hoàng Hải đưa 10 máy điều hòa? Bởi vì tất cả Hoàng Hải phát trực tiếp trên trang Điện Lạnh Hoàng Hải. Điều hòa giá trị cao hơn máy lọc nước. Và trị giá của điều hòa cao hơn nhiều. Hoàng Hải muốn cho tất cả mọi người cùng tiếp xúc đến sản phẩm điều hòa nhà Hoàng Hải. Và bây giờ em sẽ đọc người thứ 7 đã. Rất là hồi hộp. Người này còn ghi cả số điện thoại. Chúc mừng anh Nguyễn Văn Tuấn nhá. Anh có số điện thoại là 0986 568 013. Chúc mừng anh 013 013 em cho mọi người xem. Dạ vâng, anh có ở đây không ạ? Kể cả không có cũng được, không sao. Nên mình chỉ làm một lần thôi. Và hãy chúng ta hãy chờ đợi đến trận chung kết của U23 Việt Nam chiến thắng Pakistan. Em đặt vào đi, đấy là bộ điều hòa 9.000 rồi. Ok anh, đã 7 bộ điều hòa rồi. 7 bộ điều hòa. Anh có thể đọc cái thứ 8 đi. Không phải cốc cái thứ 8 này. Thế là 7 bộ điều hòa và một một cái máy lọc nước đã ra đi khỏi Điện Lạnh Hoàng Hải rồi. Dạ em chào chị Huệ Bảo, cửa hàng em ở Trúc Cầu ạ. Trúc Cầu Nguyễn Sơn Kim Đậu Hương Yên nhá. Em ở ngay đây. Wow, anh này là anh Vương Xuân Việt trúng máy lọc nước rồi. À chúc mừng anh Vương Xuân Việt. Anh Vương Xuân Việt có ở đây không ạ? Ui, thế là 9 sản phẩm bây giờ. Vương Xuân Việt anh có thì anh trả lời đi. Máy lọc nước Vương Xuân Việt. Những lá phiếu này là Hoàng Hải lúc nãy Vương Xuân Việt chúng máy làm nước. Xin chào anh Vương Xuân Việt. Thôi rồi, cho Hoàng Hải nghỉ một chút, xong là chúng ta sẽ bốc tiếp còn 6 sản phẩm nữa, gồm 3 máy lọc nước và 8 bộ điều hòa rồi, còn 2 bộ điều hòa nữa. Mấy bộ điều hòa rồi? 8 bộ điều hòa, 2 bộ điều hòa, còn nhiều phiếu này, 2 bộ điều hòa nữa và 4 cái máy lọc nước nữa. Mọi người tạm nghỉ một chút để cho mọi người qua lại. Chúng ta lại sóc. Chỉ có 1 triệu rưỡi một cái máy lọc nước thôi mọi người. Máy lọc nước của Hoàng Hải là máy cấu hình cao 9 cấp. Cấu hình rất là cao luôn. Máy được bảo hành 2 năm. Hoàng Hải đã từng mua máy lọc nước. Hoàng Hải xin lại đánh cục giá ngày hôm nay. Chúng ta lại sóc tiếp. Vâng em cảm ơn. Anh Vũ, hy vọng lần này sẽ hốt được bạn anh Vũ. Nào, tất cả những người hôm nay có mang bình luận và chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ Hoàng Hải sẽ là dành tất cả lá phiếu này cho trận chung kết. Dù thắng hay thua Hoàng Hải cũng bán hàng. Nếu Việt Nam thắng, Hoàng Hải sẽ xin tung ra thị trường 20 bộ điều hòa để tri ân những quý khách hàng của Hoàng Hải. Nguyễn An An. Đi vào để bố mẹ làm. Con xem. Đi vào. Cho Hoàng Hải nghỉ một chút nhá. Hộp phiếu của chúng ta vẫn đang nhìn vị trí đây. Alo, cháu nghe được ạ? Dạ. Thế thì chú tí nữa chú làm ơn chú gửi bảo ai gửi giúp cháu để cháu đang phát trực tiếp một chút nhá. Dạ. Vâng, chắc chắn rồi, mình
em muốn bán cho tất cả mọi người ở đây vì em yêu tất cả mọi người ạ, yêu lắm đấy ạ. Nhưng mà để em ra chỉ sinh ra người bộ điều hòa và máy lọc nước thôi ạ. Vâng, cháu xin phép nhé, được rồi. Dạ vâng, thì là chúng ta cùng chờ may mắn đi ạ. Ai có tên thì chúng ta sẽ được mua. Trần Mạnh Toàn à, anh vừa trúng rồi mà anh không thấy có gì cả. Anh đã trúng một điều hòa rồi anh Trần Mạnh Toàn ạ. Còn 1% pin ở lick điện ảnh Hoàng Hải thôi. Thôi chúng ta hãy rồi đổ dồn sang lick Bảo Nguyên. Chúng ta theo dõi. Cho Nguyên nghỉ một chút xong là Nguyên xin bốc tiếp. Thế là bao nhiêu bộ điều hòa thì em ghi vào thì nhớ 8 bộ điều hòa rồi, 8 bộ rồi đấy ạ. Và một máy lọc nước rồi. Anh bốc cái tiếp theo đi. Chờ... Giờ Hoàng Hải xin đúng 3 phút nữa thôi. Hoàng Hải rất thích con số 3. Có chị Ngọc Linh nhá, có phiếu mà. Ok anh. Mọi người cùng qua lên Bảo Nguyên đi. Bảo Nguyên đi, chắc Hoàng Hải sắp hết pin rồi. Ui giời ơi. Có bạn Hiền đang theo dõi bạn, có phiếu rồi nhá Hiền nhá. Hôm nay ấy thì những quý khách hàng như Hiền thì Hiền yên tâm, Hiền không phải điện nữa đâu. Thì là những quý khách hàng như Hiền thì yên tâm, bên Nguyên nếu mà bạn ấy thì Nguyên sẽ hỗ trợ hết mình để lấy được sản phẩm. Hiền ủng hộ bên Nguyên rất là nhiều rồi. Thôi hết mất pin điện ảnh Hoàng Hải rồi. Uống cơm nước đang xem là ra. Mọi người qua link Bảo Nguyên đi ạ, điện ảnh Hoàng Hải vừa hết pin mất rồi. Mọi người qua link Bảo Nguyên đi nhá. Bảo Nguyên để chúng ta cùng tiếp tục cuộc live stream ngày hôm nay ạ. Chỉ có 2 bộ điều hòa với giá 4 triệu và 4 cái máy lọc nước với giá 1 triệu 500 nghìn đồng ạ. Thưa quý vị, 1 triệu 500 nghìn đồng cho một sản phẩm máy lọc nước quá rẻ đúng không ạ? Máy lọc nước 9 cấp. Giá trên thị trường hiện tại nhà em đang giao ra thị trường là 3 triệu 500 nghìn ạ. Thưa quý vị, giảm 2 triệu đồng ạ. 2 triệu đồng một máy lọc nước ạ. Quá rẻ, chỉ có 1 triệu 500 nghìn cho một máy lọc nước. Mất giá rồi. Em hy vọng là đợt sắp tới U23 Việt Nam sẽ chiến thắng để em có cơ hội tặng cho người chiên đến khách hàng của mình nhiều hơn nữa. 21 điều hòa nếu như U23 chiến thắng ạ. Giảm sâu hơn ngày hôm nay. Yên tâm không muộn đâu Nguyễn Xuân Thư. Hoài An chắc là trượt rồi, yên tâm. Hoài An chưa biết thế nào được. Hải khúc. Tất cả những ai comment ở ngày hôm nay thì sẽ được cơ hội cho dịp live stream tiếp theo của Bảo Nguyên. Đúng rồi ạ, tất cả những lá phiếu này sẽ được giữ nguyên lại ạ. Để cho ngày hôm sau chúng ta sẽ cùng bốc thăm. Nếu như Việt Nam chiến thắng trong trận chung kết thì nhà phân phối Hoàng Hải cam đoan bán 20 bộ điều hòa với giá giảm sốc hơn ngày hôm nay ạ. Và 20 máy lọc nước còn giảm sốc sâu hơn nữa. Và 20 máy lọc nước và giảm sốc sâu hơn ngày hôm nay ạ. Mọi người chú ý chương nhé. Trình này là do nhà phân phối điều hòa tự làm nhằm với mục đích là tri ân đến những quý khách hàng. Chào bạn Kiều Hoa. Do nhiều cái comment quá nó trôi nhanh nên mình không để ý nhá. Vui chơi, chúc các tất cả các quý vị khách quý sang năm 2018 bình an, an khang thịnh vượng. Hôm nay những người chúng điều và Nguyên cũng xin chúc mừng đến tất cả mọi người. Điều hòa thì mọi người biết là mùa hè rất là quan trọng rồi trong mỗi chúng ta. We'll be right back.
cứ muốn ở đây với mọi người mãi thôi. Mọi người cũng chờ cả lâu rồi, anh bốc cái lá phiếu thứ 9 đi. Bốc lá phiếu thứ 9 cho là chúng ai nhá. Lá phiếu thứ 9 nhá mọi người. Bọ điều hòa thứ 9 với giá 4 triệu đồng máy lọc nước với ai nhá? Ở trong đây có ghi rõ ràng. Hoàng Hải bốc và trực tiếp Hoàng Hải bán trực tiếp luôn. Người nghĩa dân nói là làm. Và nhất là đặc biệt Hoàng Hải lại chính là chủ của một công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hải kinh doanh về sản phẩm điều hòa và máy lọc nước, bình nóng lạnh. Ai có thích bình nóng lạnh không? Hay là hôm nay mình lại chơi cái bình nóng lạnh cho là giảm giá tụt quần nữa luôn. Đông người quá nên là cũng muốn bán thật sự. Bốc đi thôi em nhé. Chưa nhìn thấy gì. Không nhìn thấy gì. Anh có thể xứng tên to lên cho mọi người cùng nghe. Lick thứ văn máy lọc nước đã trúng với giá 1,5 triệu. Chúc mừng bạn Thứ Văn nhé. Thứ Văn, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Mạnh Toàn đang cần bình, ok Mạnh Toàn ạ. À. Ai cần bình nóng lạnh nào? Ai cần bình nóng lạnh giá giảm tụt quần thì Hoàng Hải cũng xin live stream xin đến mọi người luôn. Ai những người nào đầu tiên giơ tay lên comment trực tiếp. Đây là lít Thứ Văn máy lọc nước. Anh đó máy lọc nước này mọi người nhìn. Ok, hai máy lọc nước rồi nha. Vẫn còn hai bộ điều hòa nha mọi người. Vẫn còn nguyên hai bộ điều hòa. Mình thì mình rất là thích điều hòa chứ. Anh muốn bán máy lọc nước muốn bán bình nóng lạnh với giá bao nhiêu cho ngày hôm trong cái cuộc livestream ngày hôm nay? Bình nóng lạnh thì thôi được. Hai bình nóng lạnh à? Em Nguyên ơi, Sumikura. Chào Sumikura. Đang ngồi trực tiếp trên livestream. Nguyễn Xuân Tư là em muốn mua bình nóng lạnh à? Ok, anh có thể phát một cái giá. Chào Quang Thú nhá, nhân viên của bên hãng điều hòa Sumikura. Chào Sumikura. Sumikura năm 2017 Hoàng Hải lại tiếp tục kinh doanh hãng điều hòa Sumikura. Và sau cuộc chung kết, trận chung kết, Hoàng Hải sẽ tung ra 20 bộ điều hòa. Tiếp theo em cần Hoài An, em cần, ok Hoài An. Bây giờ chúng ta tiếp theo lại chơi tiếp lá phiếu tiếp, xem là ai trúng cái gì. Không nhìn thấy gì, rất là công bằng. Đấy, mọi người nhìn. Không nhìn thấy gì luôn, kể cả giả ra lưỡi cũng chẳng nhìn thấy gì. Hoàng Hải chơi rất là văn minh và công bằng. Đấy. Cái lá phiếu này thì thôi, Hoàng Hải xin được gửi bộ điều hòa thứ 9 nhá. Tổng ra bao nhiêu sản phẩm ra đi? Bạn ạ, thế không ạ? Cần điều hòa, vâng ạ. Chúng ta mùa hè thực ra ai cũng cần điều hòa đúng không ạ? Mọi người cần thì có thể liên hệ lịch chữ đào đầu tiên. Đào gì đấy anh? Bé ơi, Đào Trang. Chúc mừng bạn Đào Trang. Bạn Đào Trang có ở đây không ạ? Số điện thoại của bạn Đào Trang là 0972030002 ạ. Chúc mừng bạn Đào Trang nhá. Bạn Đào Trang có ở đây không? Hay bạn đang xem một lịch kia? Em cho con ra ngoài anh này. Thôi Hoàng Hải xin phép làm công tác dân vận tí. Để... Ok, chúc mừng bạn Đào Trang nhá. Đi đi. 9 bộ điều hòa còn một bộ nữa anh xong đi. Bùi Mạnh đang cần bình nóng lạnh, ok. Hoài An rẻ mua thật vào ngoài mua. Ok, thế thì sau đây thì Hoàng Hải cũng muốn ở đây Hoàng Hải cũng xin giới thiệu luôn là Hoàng Hải sẽ tung ra với giá tụt quần sẽ là bao nhiêu bình nóng lạnh nhỉ? Bình nóng lạnh thì tung ra 10 bình đi. 10 bình nóng lạnh để tri ân những quý khách hàng của Hoàng Hải. Quang Sáng đã có bình nóng lạnh. Đổi anh chị. Ok em đổi điều hòa lấy bình nóng lạnh, anh đồng ý nhá. Được, em trúng điều hòa rồi đấy. Bình nóng lạnh thì sẽ có giá rất là đặc biệt luôn. Chuẩn bị tung rồi bạn ơi, Nguyễn Xuân Thư. Điều hòa thì chờ đến trận chung kết, nếu mà Hoàng Hải tung 10 bộ đã Hoàng Hải đã mất 30 triệu rồi. Ngày hôm nay 10 bộ điều hòa Hoàng Hải đã mất 30 triệu rồi. Chưa nói máy bình máy lọc nước. Để kỷ niệm 2017 Hoàng Hải kinh doanh
Fujika thì nên là hôm nay Hoàng Hải tung điều hòa Fujika ra. Đến trận chung kết này thì kỷ niệm kinh doanh Sumikuda, SK Sumikuda và Akito thì Hoàng Hải cũng sẽ chính thức sẽ một trong hai sản phẩm đấy Hoàng Hải sẽ tung ra với giá còn rẻ hơn ngày hôm nay nữa. Máy giác không có quả bóng ơi. Tôi cho Hoàng Hải nghỉ một chút xong là Hoàng Hải sẽ bốc nốt như là phiếu tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn sự tương tác của mọi người rất là nhiều luôn. Cảm ơn những quý khách hàng đã chia sẻ bài viết của Hoàng Hải. Cảm ơn Hoàng Hải, cảm ơn mọi người. Hoàng Hải xin được nghỉ một chút. Nguyên cứ quen tên Hoàng Hải bắt giờ. Nguyên xin được nghỉ một chút để bốc tiếp những lá phiếu tiếp theo xem là ai trúng những sản phẩm trên. Xin phép mọi người nhá, cho Nguyên xin nghỉ đúng 1 phút thôi. Trực tiếp live stream của Bảo Nguyên, nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải. Bán điều hòa 12.000 PTU chỉ có 4 triệu đồng. Chỉ có nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải làm được những điều đó. Nếu U23 Việt Nam chiến thắng trong trận tiếp theo, Nguyên xin tung tiếp 20 bộ điều hòa ra với giá còn rẻ hơn thế này nữa. Và 20 máy lọc nước. Cảm ơn mọi người. 470 lượt chia sẻ rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai cũng trúng, ai cũng có cơ hội để trúng những sản phẩm rẻ nhất tại nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn U23 Việt Nam đã mang lại cơ hội cho Hoàng Hải được ngồi với tất cả những quý khách hàng của Hoàng Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Bên Hoàng Hải kinh doanh rất nhiều sản phẩm điều hòa. Xin nhắc lại với những vị khách quý của Hoàng Hải là bên Hoàng Hải kinh doanh rất nhiều mặt hàng điều hòa. Ví dụ như Panasonic, Daikin và Fujika của năm 2017, 2016 thì 2016 Hoàng Hải có kinh doanh hãng điều hòa Casper. Và 2017 Hoàng Hải kinh doanh hãng điều hòa Fujika. 2018 tiến tới Hoàng Hải kinh doanh hãng điều hòa Sumikura như đằng sau mọi người xem. Đây là hãng điều hòa bên Hoàng Hải trực tiếp phân phối trong năm 2018 tới đây. Và hãng điều hòa Akito. Akito Hoàng Hải cũng sẽ phân phối. Hoàng Hải chỉ là một vài hãng có thương hiệu và chất lượng tuyệt vời nhất. Riêng điều hòa Fujika hôm nay thì Hoàng Hải cũng nhiều khách quý ngồi đây là đã dùng sản phẩm điều hòa Fujika rồi. Fujika thì hoàn toàn nó là dàn đồng rồi, chạy rất là khỏe, lạnh, mát nhanh. Hoàng Hải muốn mang đến thị trường những cái dòng sản phẩm điều hòa tốt nhất thị trường hiện nay. Yến Kiên ok. Yến Đạt Nguyễn, em chào anh Đạt nhá. Em chào anh chị ạ. Đợi phu nhờ, vợ của Hoàng Hải vào thì Hoàng Hải xin bốc. Cũng chỉ còn mấy bộ điều hòa nữa thôi.
và máy lọc nước nữa là hết rồi. Nên là thật sự là ai Hoàng Hải cũng muốn bán cho thật sự trong ngày hôm nay. Còn những người chia sẻ rất mạnh thì Hoàng Hải cũng sẽ tri ân nhất với giá tốt nhất, hữu nghị nhất để mua được những sản phẩm mà với giá thành rẻ nhất, rẻ hơn cả thị trường rất là nhiều luôn. Mọi người có thể vào nick Facebook Điện Anh Hoàng Hải chia sẻ giúp Hoàng Hải với. Hôm nay Hoàng Hải làm live stream này là muốn tri ân đến tất cả những quý vị khách hàng, khách quý của Hoàng Hải. Facebook Hoàng Hải thì là... Anh đã bốc xong kìa. Chưa, còn nữa anh đang chờ em. Con đi vào trong nhà đi. Cho mọi người cùng anh muốn tung ra 10 cái bình nóng lạnh trong buổi tối ngày hôm nay, giá hữu nghị nhất, giá đánh sập nhất. Thì ý của em như là ai cần bình nóng lạnh thì mọi người những ai bình luận đầu tiên sẽ được bình nóng lạnh. Giá bao nhiêu? Em có thể ghi rất là nhanh lên. Thôi rồi, bốc xong điều hòa và máy lọc nước đi. Dạ, anh đã xong cái vụ này đi đã. Giá bình nóng lạnh chúng ta sẽ cho giá tốt nhất đến những lúc mà làm cũng rồi. Ok rồi, xin lỗi mọi người nhé. Hải tiếp tục xong để bốc. Được bao nhiêu điều hòa rồi anh? Không biết được, ở đấy em có ghi không? Có hai, đã được hai máy lọc nước rồi. Và từ đấy anh bốc thêm cái nào chưa? Chưa. 2, chờ 4, em làm mà. Hải bốc tiếp mà thăm tiếp theo. Đã được 11 rồi, được 9 rồi, được 9 rồi. Những điều hòa được không? Đúng rồi. Tất cả bao nhiêu phiếu rồi? Tất cả mọi người làm được xong anh hỏi có đi xuống không? 6, 8, 10, 11 rồi. 4 sản phẩm nữa thôi. Dạ còn 1 điều hòa và 4 máy lọc nước nữa đấy ạ. Đâu? Đúng rồi. 9 rồi. Chỗ này 11 rồi. Ở trong này 6 kim à? Chỗ này 11 rồi anh ạ. Thì là được 9 điều hòa và 2 máy lọc nước rồi. Ôi, nhờ vợ Hoàng Hải dở ra em mới xem. Thì em bình nóng lạnh cho anh, đằng sau nụ cười cả. Đằng sau nụ cười em ghi vào. Những ai comment đầu tiên bình nóng lạnh sẽ mua được. Và một máy lọc nước. Và ơi, con hết tất cả phiếu của tất cả các bạn con đã để trong này rồi. Nên là mong là con muốn bán lắm cơ. Cho con một sản phẩm, con chào bố Toàn nhá. Bố Toàn đang theo dõi video trực tiếp của con đây ạ. Xin được giới thiệu mọi người, đây là điện tử Điện Lạnh Đức Toàn, là một trong những trung tâm điện tử bảo hành lớn nhất của tỉnh Hưng Yên chúng ta. Chào bác Toàn, thơm vũ bình nóng lạnh. Rồi ok bạn mình. Bánh trôi nước, ok. Các bạn cho số điện thoại đi. Em ấy xong rồi em xem may mắn mang lại cho ai. Minh Nguyễn à, Minh Nguyễn. Ok, mình sẽ đọc, đó là bạn Ló Bạc Đời, có nickname là Ló Bạc Đời, số điện, bạn muốn mua điều hòa nhé. 9.000 PTU, Ló Bạc Đời. Ok. Ló Bạc Đời đâu rồi? Chúc mừng bạn ạ. Ló Bạc Đời đã mua được điều hòa, sản phẩm điều hòa. Ló Bạc Đời. Chào Ló Bạc Đời. Bánh trôi nước, ok, bánh trôi nước, bình nóng lạnh. Tí nữa Hoàng Hải sẽ ra một mức giá. Bình nóng lạnh hôm nay Hoàng Hải sẽ mang đến cho quý vị là bình nóng lạnh Nitsu bảo hành 75, một đổi một trong vòng 5, có nghĩa là trong vòng 5 đầu tiên nếu hỏng Hoàng Hải sẽ cam kết đổi mới. Ngọc Linh, chị Ngọc Linh bình nóng lạnh, tất cả những người ở đây em sẽ ghi lại và không cần phải bốc thăm đâu ạ. Xin chào mọi người, trong vòng 75 bảo hành đến 75, một đổi một trong vòng 5 đầu tiên bình nóng lạnh sản phẩm điều hòa. Ảo giác, ok, mà bạn ảo giác. Bình nóng lạnh Hoàng Hải sẽ mang đến cho các quý vị sản phẩm điều hòa, bình nóng lạnh 30 lít. À, chào bạn nói mọi người, có em rồi. Có em rồi, là bạn đã trúng một bộ điều hòa với giá chỉ có 4 triệu đồng thôi đấy bạn ạ. 420 cái Ló Bạc Đời này. Chào Ló Bạc Đời nhá. Bạn ấy vừa không còn rồi, ok, chúc mừng bạn nhá. Ló Bạc Đời ơi, chúc mừng em nhá. Phát
phát đạt, ok phiếu... phát đạt này. Sản phẩm bình nóng lạnh ở bên Hàng Hải hôm nay thua được rồi. 6, đang có 6 bình nóng lạnh rồi đấy ạ. Hàng Hải sẽ tung ra 10 bình nóng lạnh. 6 rồi, được 6 bình nóng lạnh rồi. Bác Dung Nguyễn này, bác mua gì đấy ạ? Mình cho em bình nóng lạnh, bé Coca. Em ghi chị Minh Nguyễn rồi. Bé bác Dung Nguyễn này, bác mua gì đấy ạ? Yến Nguyễn bình nóng lạnh, ok. Đã có 7 bình nóng lạnh, chỉ còn 3 cái nữa thôi. Đâu rồi, Lít Đào Văn. Chưa, chưa dở nhá. Đây Yến Nguyễn bình nóng lạnh, ok. Trần Tiến bình nóng lạnh cộng máy lọc. Ok. À. Đoàn Nguyên Bá, ok, Đoàn Nguyên Bá 8 bình nóng lạnh rồi ạ. Bình nóng lạnh, Mai Trần bình nóng lạnh nhá, mời em ghi vào đi. Những ai mua với sản phẩm bình nóng lạnh của bên Hoàng Hải thì Mai Trần. Mờ Hoàng Hải sẽ đưa ra là bình ngang nhá. Các quý vị hãy luôn luôn biết là bình ngang bao giờ đắt tiền hơn là bình vuông. Bình vuông bao giờ rẻ tiền hơn. Bình ngang, Hoàng Hải mang ra sản phẩm là bình nóng lạnh ngang, okay, bình vuông sẽ rẻ tiền hơn bình ngang và rẻ hơn rất là nhiều. Chúng ta đã hết 10 bình nóng lạnh. Lê Thịnh bình nóng lạnh. 10 cái bình nóng. Chúng ta đã hết bình nóng lạnh ạ. Nhưng anh còn muốn tung thêm ra không? Chỉ tiếc cái là thôi được. Tất cả mọi người, em đọc lát nữa mọi người để yên, em đọc tên xong mọi người để lại số điện thoại đi ạ. Những người sau đây sẽ để lại tên và số điện thoại để mua bình nóng lạnh nhá. Mình à còn một cái bình nhá. Đúng rồi, bình nóng lạnh tán đổi rồi, tán đổi rồi là sao bình nóng lạnh. Ok. Chào mọi người. Thì là Hoàng Hải hôm nay sẽ sau bốc lốt điều hòa 4 triệu. Thực hiện đúng lời hứa của U23 Việt Nam chiến thắng. Chào Văn, ok chào ạ. Qua ta ngày hôm qua Hoàng Hải bán 10 bộ điều hòa với giá 4 triệu đồng. Và 5 máy lọc nước với giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Máy lọc nước của bên Hoàng Hải cấu hình cao nhất, bảo hành được 2 năm. Cần một tình yêu ạ. Đằng sau nụ cười có tên em chưa? Rồi. Hàng tạ bình nóng lạnh nha. Xin để lại số điện thoại giúp Nguyên. Về qua đi. Về qua. Hàng tạ có rồi nhá. Điện lạnh Thành Đạt, ok điện lạnh. Chào anh Nam anh Nguyễn, thể lệ chơi là chỉ cần chia sẻ bài viết đây là hoặc tôi Nguyên, chào anh Nam anh Nguyễn, là anh Nguyễn là một trong những đại lý cung bán điều hòa. Chào anh Nam anh Nguyễn và thể lại chơi đây là Nguyên cũng muốn tri ân đến những cái khách hàng của Nguyên thôi. Là những cái khách hàng đồng hành cùng Nguyên và đang theo dõi Facebook Bảo Nguyên. Hải Khúc không có tên mình à? Có chứ. Có bạn ơi. Đoàn Nguyên Bá, Đoàn Nguyên Bá có rồi đấy ạ. Đoàn Nguyên Bá có rồi nhá. Để lại số điện thoại ạ. Tiếp theo chỉ còn mấy sản phẩm nữa về ấy, 11 rồi 12 còn 3 sản phẩm nữa thôi. Này, đúng thật sự là cũng muốn là ngồi với mọi người cả đêm nay cơ. Bình nóng lạnh đằng sau nụ cười, ok. Ai đăng ký bình nóng lạnh thì đằng sau nụ cười, ok. À có đằng sau nụ cười rồi ạ, có đằng sau nụ cười rồi nhá. Chào mọi người, tí nữa Hoàng Hải sẽ đưa ra một giá rất là sốc cho bình nóng lạnh 30 lít của Litsu, bảo hành 7 năm, một đổi 115. Nhưng mà các quý vị hãy yên tâm là nếu mà bên Hoàng Hải nếu mà bán thì mọi người biết rồi, có Hoàng Hải sẽ hỗ trợ hết mình để bảo hành. Ở đây đang có một trung tâm bảo hành điện tử điện lạnh ở trong tỉnh Hưng Yên đang theo dõi, đó là link Facebook của điện tử điện lạnh Đức Toàn là đang xem video trực tiếp của nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải bên trung tâm bảo hành. Xin phép mọi người cho Hoàng Hải đi uống một cốc nước nữa, xong là Hoàng Hải xin ra, Nguyên xin ra bốc tiếp một lá thăm nữa. Điện máy Phong Vĩnh bình nóng lạnh, ok ạ. Em cứ ghi tất cả vào, xong là lần sau để trận chung kết bán tất cho mọi người. Danh quốc pha, ok, danh quốc pha nhá. Lương Bích Hằng ok ạ. À Lương Bích Hằng có rồi ạ. Thanh Phạm máy lọc nước ạ. Rồi ok ạ. Yến Kiên điều hòa ok anh ạ. Nay Nguyên làm live stream này cũng chỉ để mọi người biết rằng là Nguyên nói là làm uy tín quý hơn vàng. Anh ơi. Thắm hồng bình nóng lạnh nhá. Ok. Nguyên xin bốc tiếp một lá phiếu tiếp xem là mang lại may mắn cho ai nhá.
máy lọc nước vẫn còn máy lọc nước thì phải. 12 còn 3 máy lọc nước nữa. 3 điều hòa hết chưa? Hết rồi. Sản phẩm điều hòa Hòa Hải hôm nay bán là nguyên đây, nguyên kiện, máy bảo hành 1 đổi 1 trong 1 năm. Bảo hành 3 năm cho toàn bộ máy và 5 năm cho máy nén nhá. Mọi người lưu ý là bảo hành chính hãng. Do trung tâm điện tử Việt Anh bảo hành nước toàn. Trung tâm do giám đốc trung tâm bảo hành nước toàn bảo hành tại thành phố Hưng Yên. Tất cả máy Hoàng Hải bán là máy có tem năng lượng, tem hợp quy đầy đủ. Tem năng lượng và tem hợp quy, hai tem đấy rất là quan trọng để chứng minh hàng chính hãng. Đó là tem của Bộ Công Thương phát hành. Và hải quan tem hợp quy để thông quan. Khi nhập khẩu về phải có tem hợp quy thì mới ra được quả cảm. Mọi người lưu ý. Còn 3 máy lọc nước kia mọi người cùng chờ xem 3 máy lọc nước chỉ với giá 1.500.000 sẽ thuộc về ai đây ạ? Em bốc đi. Ok, nhận lại máy lọc nước ạ. Xin chúc mừng Lick Nga Kẹo, đây là điều hòa rồi em ạ. Nga Kẹo đây vẫn còn một bộ điều hòa đây mà. Ghi rõ điều hòa, Nga Kẹo. Lick Nga Kẹo đây là người ở trong hội Ân Thi. Cảm ơn quý khách hàng ở Ân Thi. Nga Kẹo, ghi rõ số điện thoại. Nga Kẹo. Chúc mừng bạn Nga Kẹo. Đây, mọi người cùng xem nhé. Nga Kẹo em ghi vào. Ok, thế là chúng ta đã đủ điều hòa là hết rồi đấy. Còn 3 máy lọc nước nữa, anh bốc nhanh. Còn bao nhiêu phiếu nữa? 3 máy lọc nước đi. Vâng, lỗ to đấy ạ, thì bùi mạnh giới ạ, rất là lỗ luôn nhưng mà không sao. Vì U23 Việt Nam chiến thắng thì kể cả bên Hoàng Hải có thiệt hại đến hàng trăm triệu đồng cũng không vượt vấn đề gì. Với mục đích chỉ tri ân cho khách hàng, những khách hàng của Hoàng Hải, mỗi người một sản phẩm. Nếu Việt Nam vào chung kết, ok hết. Hoàng Hải tiếp tục tung ra 20 bộ điều hòa tiếp. Anh bốc thêm 3. 10 cái điều hòa rồi chứ. 10 rồi anh ạ. Rồi anh bốc 3 máy lọc nước đi. Bộ kiểu gì ạ? À, rất đơn giản thôi ạ. À. Anh chị cứ để lại số điện thoại comment cho em ở trên đấy, em sẽ ghi lại và em sẽ đọc tên từng người. Nếu ai chúng ta có thể mua. Còn máy lọc nước rồi đúng không? À, còn 3 máy lọc nước. Xin chúc mừng Lick Facebook Hoài An. Hoài An độ, Hoài An có ở đây không ạ? Hoài An có ở đây không? Trả lời đi. Bạn đã mua được máy lọc nước của bên Hoàng Hải với giá 1.500.000 đồng. Đúng rồi, bạn Hoài An vừa lấy đã comment rất là nhiều và chia sẻ cũng rất nhiều đấy ạ. Chúc mừng bạn Hoài An. Lick Facebook Hoài An. Hoài An đâu ạ? Dạ có rồi, chúc mừng okay, bạn. Ok, chúc mừng Hoài An nhá. Chúc mừng bạn đã mua một máy lọc nước trị giá 3.500.000 với giá 1.500.000 đồng bạn nhé. Chúc mừng Hoài An nhá. Vẫn còn máy lọc nước cho mọi người. Dạ, còn 2 máy lọc nước nha mọi người. Giá tụt quần. Còn 2 máy lọc nước đi ạ. Mọi người ở đây chắc cũng không ít người đã từng mua điều hòa máy lọc nước hoặc là bình nóng lạnh của nhà em và biết chất lượng về sản phẩm giá. Em đến là thiếu đi. Không lại bốc nhiều quá nên đây ra trứng này không ấy. Quý khách hàng hỏi trứng thì tất cả có 15 phần thôi. 12, 14 rồi. Còn 1 máy lọc nước duy nhất rồi. Còn 1 máy lọc nước duy nhất rồi mọi người. Còn 1 máy lọc nước duy nhất. Mọi người chia sẻ giúp Hoàng Hải một chút nữa thôi. Dạ máy lọc là giúp Nguyên một tí nữa thôi. Nguyên máy lọc nước là 1.500.000 ạ. Nhưng mà chỉ dành cho ngày hôm nay 15. Có 5 máy lọc nước và 10 bộ điều hòa. Điều hòa thì mọi người chắc mùa này vẫn chưa cần đến đâu. Nhưng mà mùa hè các bạn biết là điều hòa rất là quan trọng cho mọi gia đình. Bốc lớp một máy lọc lượt đấy đi, sau đó em sẽ... Chúc mừng Hoàng Hải 497 lượt chia sẻ rồi. Giúp Hoàng Hải đúng 3 lượt nữa thôi. Hoàng Hải xin bốc tiếp lá thăm của máy lọc nước. Xong là tiếp theo Hoàng Hải tung ra thị trường bình nóng lạnh. Đúng 3 lượt chia sẻ nữa thôi mọi người ơi. Chúng em đi Huệ Phạm. Dạ điều hòa thì hết rồi chị Hiền Nguyễn ạ. Để lần sau đi ạ. Hãy chờ đến trận chung kết của U23 Việt Nam đi ạ.
Bé Coca. Ok, bé Coca. Coca lấy bình nóng lạnh mà. Coca kiểu gì anh cũng tặng cho bán kỷ niệm cho bình nóng lạnh giá tụt quần luôn. Không ấy à. Mọi người yên tâm đi, em vẫn còn 100k đây ạ. 100k để tặng cho bất kỳ ai may mắn ngày hôm nay mà là không cần mua gì. Nếu em bốc trúng thăm của ai thì em sẽ tặng miễn phí cho người đấy 100k. Nhưng mọi người yên tâm luôn, ai cũng sẽ có cơ. Trước khi làm live stream ngày hôm nay thì Hoàng Hải nhận được rất nhiều các comment. Kìa yeah. Ai đây? Ừ. Sao lại không ai ở nhà ngoài xem ở đây, ở ngoài sân này không? Thứ hai là... Bố chào đây. Con đi vào đi, để bố làm luôn. Chào mọi người, đúng một máy lọc nước nữa thôi. Xin phép mọi người Hoàng Hải xin nguyên xin cởi áo. Lắm quá. Rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Sự tương tác của mọi người dành cho nhà phân phối của Hoàng Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Lần đầu tiên Nguyên làm một cái live stream để bán hàng, gửi đến tất cả các quý vị khách hàng của Nguyên. Hy vọng năm 2018 thì bên Nguyên sẽ nhận được sự tương tác của các quý vị khách hàng ở khu vực Hưng Yên, nhất là trong khu vực tất cả khu vực Hưng Yên và đặc biệt là thị trường Ân Thi và thị trường Kim Động, Khoái Châu. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và Hải xin bốc tiếp lá phiếu tiếp theo. Hải xin sóc lên, còn rất là nhiều phiếu nhưng mà Nguyên cũng muốn bán nhiều cho tất cả các quý khách hàng của Nguyên. Mọi người ai mua bình nóng lạnh thì Nguyên đã đưa lên rồi. Bình nóng lạnh 30 lít nằm ngang. Tất cả ở đây những ai đã sử dụng bình nóng lạnh, hôm nay Nguyên xin bán trực tiếp với giá dưới những giá mà Nguyên nhập vào để cho những quý vị khách quý của Nguyên trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi Nguyên xin bốc tiếp cái máy lọc nước tiếp theo. Xin kính chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các quý vị sang năm 2018 được an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Cảm ơn mọi người. Em đã trở lại, còn lại lợi hại hơn xưa. Bốc tiếp một cái giờ nữa là quần đình đại hay đừng điện nữa em ơi. Xin phép mọi người, những ai Hoàng Hải đã phát live stream trực tiếp nên là không thể nghe được điện thoại. Thằng Quỳnh Hương ạ. Ok ạ. Thế thì cái máy lọc nước nữa này. Dạ em còn một đúng duy nhất một chiếc máy lọc nước với giá 1,5 triệu thôi ạ. Còn nếu mà chị muốn mua thì để đến trận chung kết U23 Việt Nam thì ạ. Chúng ta cùng cổ vũ cho Về thị trường của Nguyên ấy thì mọi người cũng đã biết ở link Facebook Điện ảnh Hoàng Hải thì Nguyên đã chạy sang Hà Lan rất là nhiều. Và Nguyên cũng giao hàng sang đấy rất là nhiều. Chính là phân phối Hoàng Hải và Mang Định, Linh Bình. Để chờ cơ hội tặng 100k cho mọi người. Úi dồi ôi, cận. Chúc mừng vị khách hàng có quê ở Hương ở tại Hà Lan đã mua được máy lọc nước của Hoàng Hải. Link là Trần Văn Thưởng. Ghi rõ địa chỉ, còn comment là Duy Tiên Hà Lan, máy lọc nước. Ok bạn Thưởng nhé, chúc mừng bạn Trần Văn Thưởng, chúc mừng Trần Văn Thưởng nhá mọi người. Mọi người xem về tiếp theo. Anh bán bình nóng lạnh đi. Bình nóng lạnh thì hôm nay là rất nhiều các vị khách quý của Nguyên. Thì hôm nay Nguyên xin gửi đến ngoài thị trường 10 bình nóng lạnh.
Và cái sản phẩm bình nóng lạnh Mitsu này thì năm nay Nguyên cũng triển khai rất là nhiều rồi. Nguyên bán thật sự là cũng được gần 1.000 bình rồi. Là Nguyên là bán buôn chứ bán lẻ thì đấy, số lượng đấy không ấy. Anh Vũ bạn bảo đấy thì sao? Hả? Bọn anh Vũ, bà ai bảo bạn ấy rất là ok mọi người đừng chắn à. Bây giờ em sẽ không, em sẽ bốc thăm để tặng 100k cho những cái khách hàng yêu quý của Hoàng Hải nhá. Ok. Bốc vào ai cũng được. Bất cứ một ai đều có cơ hội, em sẽ gửi bưu điện ạ, ship cho tận gửi bưu điện đến tận nhà cho mọi người. Chúng ai mọi người hô có giúp em đọc 3 lần, ai không có em bỏ qua luôn đấy ạ. Như người ta thì tặng hẳn 500 rồi 1 triệu, tặng 100k. À, em chỉ có tấm lòng, tôi gọi là tấm lòng của em thôi. Vợ Hoàng Hải thì lại kinh doanh về lĩnh vực thời trang. Tất cả những trang phục của Hoàng Hải đang mặc thì này do vợ Hoàng Hải thiết kế cho thiết kế Trương Nguyên. Ok nha mọi người, em sẽ em nhắm mắt và em bốc cho nó. Xin phép được đọc bất cứ ai nhé, em sẽ gửi bưu điện đến tận nhà đấy ạ. Nguyên này thật sự là đây là một cái live stream đầu tiên, nhưng mà Nguyên cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã tương tác, đã chia sẻ bài viết của Nguyên để giúp cho nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải được tiếp cận những quý khách hàng của năm 2018 này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ em sẽ đọc nhá, nếu như em đọc 3 lần mọi người không có đây em sẽ chuyển 100k. Để cho cơ hội cho người khác, em sẽ ship gửi bưu điện đến tận nhà mọi người đấy, chắc chắn luôn. Dù món quà rất là ít nhưng đấy là tấm lòng của nhà phân phối ạ, để mang tài lộc đến cho mọi người trong năm mới. Bình nóng lạnh thì Nguyên cũng sẽ tung ra tiếp 10 bình nóng lạnh với giá là rất là sốc. Bình ngang 30 lít của Litsu. Bình Litsu thì mọi người ở đây là ai đã dùng ổ nắp Satana chưa nhỉ? Litsu này là sản phẩm của công ty Satana đấy. Và năm nay bắt đầu là vào thị trường chúng ta là bình nóng lạnh. Thì Nguyên hôm nay cũng muốn tung ra Nguyên bán rất là nhiều cái sản phẩm bình nóng lạnh Litsu này rồi. Đấy, tốc độ làm nóng của nó rất là nhanh. Ok nhá, bây giờ em sẽ đọc số điện thoại nhá. Số điện thoại đó là, được rồi, như bạn nào vừa bảo mua thẻ cho nhanh nhỉ. Ok, em sẽ mua một cái thẻ trị giá 100k này, sẽ lạp trực tiếp cho số điện thoại của mọi người nhá. Nhưng với điều kiện mọi người phải bỏ có ở đây nhá, không có em sẽ bỏ qua và bốc thăm người khác đấy ạ. Số điện thoại là 0989945895, có ở đây không ạ? Em đừng để lẫn phiếu kia nhé, để tí nữa đọc lại những 0989945895, có ở đây không ạ? Em đọc lần thứ 3 nhá, 0989945895. Chúc mừng anh, chúc mừng bạn đã trúng 100k. Nếu bạn không có ở đây là tớ sẽ bỏ qua và đọc tên cho người khác nhá. Cái tờ 100k sẽ được đổi qua thành thẻ điện thoại cũng được đấy ạ. 0985 là 0989 945895. Có à? Nguyễn Bá Luật à? Bạn ghi số điện thoại ra. Có đúng đây là số điện thoại không ạ? Tôi sẽ tìm thằng này. Chắc không có ở đây rồi. Vân Sushi em đây. Có phải của Vân Sushi không? Có không ạ? 0989945895. Là của bạn nào đây? Của bạn nào có? Không phải. Có ai có thì mai trực tiếp cứ gửi thẻ trực tiếp vào cái này. Em tặng cho các vị khách quý. Ok. Như ý kiến của ông xã em thì dù có hay không có em sẽ 10 bộ điều hòa bên tặng trực tiếp 100k vào số điện thoại em này nhá. Em nói đi. Em cứ bảo ca có đi, hỏi em một lần nữa đi. Thế là 10 cái bình nóng lạnh đi, xong rồi em nói chuyện giúp anh đi. Không có qua đi ạ. Có hay không à? Ok, vậy thì em sẽ cho qua để cho cơ hội cho người khác vậy nhá. Chúng ta cùng chơi nào. Thẻ 100k nhá. Rất là nhiều, còn rất là nhiều phiếu luôn đây ạ. Nhiều lắm. Cơ hội của mọi người rất cao. Chả mất gì đâu, chỉ việc xem livestream là đã được thẻ rồi. Không mất gì đâu, chỉ việc xem livestream vừa vui chơi vừa giải trí mà được thẻ 100k đấy ạ. Em sẽ bốc này. Nhắm mắt này. Không có rồi đúng không? Không có rồi, em sẽ bỏ qua rồi đấy ạ. Rất là tiếc cho bạn vì bạn đã không có ở đấy. 100k đã tuột khỏi tay bạn nhé.
này là bình nóng lạnh rồi. Sẽ bốc số điện thoại cơ. Đấy, không có thiện có 100k ít quá. 100 ít quá, dạ vâng ạ, ít nhưng đấy là tấm lòng thôi ạ. Chứ thật ra thì tiền thì không biết bao nhiêu cho mà kể đâu. Bao nhiêu cũng là ít thôi ạ. Tất cả các vị khách quý ở đây là đứa nào bạn ạ? Em xin chúc mừng bạn Ló Bạc Đời này. Ló Bạc Đời là em sẽ gửi tặng 100k cho anh. Anh muốn mua điều hòa nhưng rất tiếc là không bốc trúng anh. Thế nên là anh sẽ được bốc số điện thoại thôi. Ừ thôi, bốc số điện thoại thôi. Bốc số điện thoại thế ạ? Số điện thoại đây, đây còn số của ai nữa đây? Đây là số điện thoại vừa lấy. Tung cả ra ngoài này. Tung cả ra ngoài đây ạ. Làm nhanh cái thủ tục đi. Đấy. Được, em sẽ bốc một cái phiếu. Hôm nay Hoàng Hải sẽ trực tiếp tung ra tiếp 10 bình nóng lạnh với giá cực kỳ hữu nghị, bình ngang 30 lít nha mọi người nhá. Bình ngang 30 lít, giá dưới cả giá nhập của Hoàng Hải luôn. Bình ngang hiện tại trên thị trường Hoàng Hải đang bán với giá là 2.600.000 đồng. Mọi người có thể trực tiếp vào Google tra. Trực tiếp vào Google tra bình ở Lissu với giá là 2.600.000 đồng. Mà Hải đang bán trực tiếp bình ngang 30 lít. Chất lượng là một đường 145, chế độ bảo hành lên 75. Ruột bình tráng men siêu bền, có nghĩa là ruột bình có tráng men, cái khoang chứa nước có tráng men, men chống giật ALCE. Và các chức năng đấy là tích tụ tất cả trong cái bình nóng lạnh đấy, bảo vệ quá nhiệt quá áp, có nghĩa là quá nhiệt là mình cũng có công nghệ tự nhảy tự ngắt, công nghệ Nhật Bản giữ nhiệt nhịn nhiệt lâu, với đồ xốp là của Nhật Bản giữ nhiệt rất là lâu, và đặc biệt hơn nữa là chế độ rất là tiết kiệm điện năng của bình Nissu. Nhưng mà với giá thị trường 2.600.000, hôm nay Hoàng Hải xin tung 10 bình nóng lạnh để tri ân những cái quý vị khách hàng đang theo dõi trực tiếp video của Nguyên trong buổi tối ngày hôm nay. Nguyên sẽ cho ra một cái giá rất là cực kỳ sốc, nên là khi tí nữa Nguyên sẽ công bố và sẽ ghi ở 20 đây. 20 lít và 30 lít có người cần 20 và cần người cần 30. 30 lít thì sẽ được giảm 100.000. Đây là Nguyên sẽ 20 lít sẽ giảm 100.000. Ok. Là giá thị trường hiện tại đang bán, Nguyên đang bán tất cả đều giá là 2.500.000 đồng cho bình 20 lít và 2.600.000 đồng cho bình 30 lít. Riêng bình Nissu thì yên tâm về chế độ bảo hành, mua được 115. Em sẽ đọc số điện thoại để tặng một thẻ 100k cho. Xin chúc mừng bạn có số điện thoại là 0973 115 587. Bạn có ở đây không ạ? 0973 115 587 ạ. Mọi người thả tim cho Nguyên đi nào, để Nguyên chuẩn bị ra bình nóng lạnh đây. À, team cho Nguyên sẽ ra bình nóng lạnh giá cực kỳ sốc luôn. Chỉ có ngày hôm nay mọi người mới mua được những cái giá như thế. Các quý vị khách hàng của Nguyên sẽ mua được cái giá như thế. Chỉ có ngày hôm nay, duy nhất ngày hôm nay thôi mới mua được những cái giá bình nóng lạnh mà Nguyên... 0973115587 của bạn nào nhỉ? Nguyên sẽ ra 10 bình nóng lạnh 30 lít. Ok ok, Nguyên báo luật ạ, chúc mừng bạn. Bây giờ tiếp theo là Nguyên xin tung ra 10 bình nóng lạnh. Thì là 10 bộ điều hòa của Nguyên thôi, được rồi em
bỏ phiếu. Bây giờ trước khi ấy thì nhờ Ngát đọc những ai trúng điều hòa ngày hôm nay với giá 4 triệu đồng. Đây là 100k của bạn Nguyễn Bá Luận của Viên Anh Hoàng Hải. Tất cả những anh em thợ cũng đã biết là với giá 4 triệu đồng thì Hoàng Hải đã phải bù lỗ ra rất là nhiều so với 10 cái máy điều hòa của Hoàng Hải, rất nhiều luôn. Chỉ vì Việt Nam chúng ta, ăn mừng cho Việt Nam chúng ta, U23 Việt Nam chúng ta chiến thắng trong ngày hôm qua, thì Hoàng Hải hôm nay ra 10 bộ điều hòa. Và tiếp theo, tri ân khách hàng, bên Nguyên xin đưa ra tiếp 10 bình nóng lạnh với giá cực kỳ hấp dẫn, mà chỉ có ngày hôm nay mọi người mới mua được những cái giá đấy tại của nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải. Ok, bây giờ anh có thể đọc lại các cái... Bây giờ mọi người đã trúng những gì thì em đọc lại đi. Thứ nhất là bạn Lê Nghĩa này. Bạn Lick Lê Nghĩa này. Bạn Lê Nghĩa có đang theo dõi ở trên này không? Là bạn đã mua được bộ điều hòa 12.000 PTU. Để anh đọc cho. 12.000 PTU của nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải. Lick Lê Nghĩa nhá. Không nhầm cái Lick Lê Nghĩa này là bạn này lái taxi thì phải. Lick Lê Nghĩa. Đây mọi người nhìn nhá. Lê Nghĩa. Tiếp theo Lê Nghĩa đó là anh Nguyễn Văn Tuấn, ghi số điện thoại Nguyễn Văn Tuấn, số điện thoại là 0986568013, cũng mua được một bộ sản phẩm điều hòa. Anh Nguyễn Văn Tuấn này thì là mua sản phẩm điều hòa của chúng ta là máy 9.000 PTU của điều hòa Fujika, giá 4 triệu, chúc mừng anh. Tiếp theo là Lick Tôi Trần Quyết. Đây là bạn này thì tôi có biết qua bạn này là nhà phân phối sữa Gia Bảo thì phải, ở khu vực thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên, là gần bệnh viện ấy. Tôi Trần Quyết, bạn này tôi biết, chúc mừng bạn. Lick Đào Trang trúng điều hòa 0972030020. Đào Trang sao? Lick Thủy Tùng, chúc mừng Thủy Tùng đã mua được bộ điều hòa của chúng tôi. Máy lọc nước là Lick Trần Văn Thưởng, bạn này là duy nhất một thị trường rất là tiềm năng của Hoàng Hải ở khu vực Hà Lan. Duy Tiên. Con Sáng Bình lọc nước. MC điều hòa rồi. MC Quang Sáng. MC Quang Sáng là điều hòa, bạn có thể đổi máy lọc nước thì ra hết rồi, nhưng mà bạn có thể đổi qua bình nóng lạnh được, hoặc là thôi được rồi cái này thì đấy. Gai nữa là điều hòa tiếp theo là Lick Ló Bạc Đời, điều hòa 9.000 PTU, chúc mừng Ló Bạc Đời. Mày ăn đi. Máy lọc nước tiếp theo của chúng ta là Hoài An. Em đang nhanh lên để anh ra bình nóng lạnh cho mọi người. Máy lọc nước là Vương Xuân Việt. Máy lọc nước là Nga Kẹo. À, điều hòa Nga Kẹo. Nga Kẹo. Nick Tuân Nguyễn. Chúng điều hòa. Trần Mạnh Toàn. Chúng điều hòa. Máy lọc nước này. Lick Vật Tư Điện Lạnh, máy lọc nước. Cảm ơn bạn Hoài An nhé. Lick Thứ Văn, máy lọc nước. Chúc mừng em. Chúc mừng bạn Hoài An. Chúc mừng Hoài An. Hoài An có, cảm ơn nhé. Ok. Tiếp theo thì Hoàng Hải xin livestream tiếp 20 phút tiếp. 15 phút luôn. Tại vì cũng là muộn rồi nên là mọi người cũng nghỉ ngơi, thì là Hoàng Hải xin tung ra thị trường là tri ân cho những quý khách hàng trong buổi tối ngày hôm nay là 10 bình nóng lạnh với giá cực kỳ hấp dẫn do bên Điện Lạnh Hoàng Hải trực tiếp tung ra. Xin mọi người nghỉ đúng 2 phút. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, cảm ơn bạn Nó Mặt Đời nha. Không có gì em cất những cái phiếu mà bên mọi người trúng đi. Ok, 100k cho bạn là Mai sẽ được đổi thành thẻ.
100k cho bạn là bạn gì nhỉ? Bạn gì nhỉ? Có số điện thoại là 0973115587 đấy ạ. Cảm ơn em, nó bạn đời. Chúc em và gia đình sang năm 2018 an khang thịnh vượng. Chúc nó bạn đời an khang thịnh vượng. Tấn tài tấn lộc, phát tài phát lộc. Chúc gia đình em. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tương tác. Sau đây Nguyên cũng xin tung ra 10 bình nóng lạnh như lời hứa. Là với giá rất là hợp lý. Bình nóng lạnh thì Nguyên cũng giới thiệu qua rồi. Với giá rất là cực kỳ rất là hấp dẫn mà chỉ những quý khách hàng ngày hôm nay mới mua được của trung tâm của nhà phân phối Điều Vàng Vàng ạ. À, trong buổi tối ngày hôm nay. Xin phép ngay đây cho anh xin cốc nước đây. 10 bình nóng lạnh. Tất cả đây là Nguyên có ghi thì là bình nóng lạnh được bảo hành 7 năm nhá. Hiện tại 30 lít nằm ngang. Các quý vị hãy lưu ý là bình nằm ngang đắt hơn bình vuông rất là nhiều, đắt hơn 700.000 đến 4 từ 700.000 từ 400.000 đến 700.000. No. Bây giờ tiếp theo bình nóng lạnh đi. Em bê cho anh một cái bình nóng lạnh ra đây với. Bình nóng lạnh. Đây, ở cái vị trí này đây. Đang ca để kê ấy. Để kê lấy sạc. Thế thì lấy cái bình ở trên. Anh ra anh lấy cái nó không cho. Không cho. Chào mọi người, hôm nay Nguyên sẽ mang ra 10 cái bình nóng lạnh 30 lít. Giá thị trường hiện tại Nguyên đang bán là 2.600.000 đồng. Nhưng hôm nay Nguyên sẽ xin giảm xuống còn 1.750.000 đồng cho bình 30 lít nằm ngang. Thì là những ai cần bình nóng lạnh thì xin comment 1.750.000 chỉ duy nhất ngày hôm nay. Các quý vị khách hàng của Nguyên sẽ mua được sản phẩm bình nóng lạnh này 1.750.000 bạn nhé. Giảm rất là nhiều luôn. Yến Cương, cảm ơn sáng nhờ Đức Luân. Xin mọi người ai bình nóng lạnh thì chỉ cần comment bình nóng lạnh thế thôi. Là bây giờ thứ nhất là bạn này là bạn bạn em đây Lích Đào Văn. Xong là Lích Đào Văn ok. 1.750.000 chỉ duy nhất ngày hôm nay các bạn, các quý khách hàng của nhà phân phối Điều Hòa Hoàng Hải mua được tại Điện Lạnh Hoàng Hải với giá như vậy. Tại vì Hoàng Hải nhập giá cũng cao hơn nhưng mà ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng nên là hôm nay Hoàng Hải cũng xin tung ra 10 bình nóng lạnh nhằm với mục đích tri ân đến những vị khách hàng yêu quý nhất của Hoàng Hải. Bình nóng lạnh Huệ Phạm ok. Huệ Phạm ok. Bình nóng lạnh Vini, cảm ơn Vini ok. Mơ Kumaka ok. Thành Phạm, à Thành Phạm đang xem. Thúy Nguyễn bình nóng lạnh, cảm ơn mọi người. Bình nóng lạnh 10 bình. Thật sự là cũng chỉ Hoàng Hải tung ra như vậy thôi chứ còn không thì Hoàng Hải lỗ rất là to. Mọi người biết kinh doanh bên Hoàng Hải là nói là làm. Thật sự là khuyến mại thật. Kể cả như mùa hè vừa rồi bên Hoàng Hải lắp điều hòa, khuyến mại ống đồng, khuyến mại công lắp đặt, khuyến mại vật tư tất tần tật là khuyến mại thật. Chứ không hề nâng giá thành sản phẩm của tất cả các mặt hàng lên để khuyến mại. Ngoài hàng bình nóng lạnh ok, em vừa mua được máy lọc nước rồi này còn muốn xin cả bình nóng lạnh nữa à. Hàng tạ ok thơm vũ. Tất cả những comment ngày hôm nay là Nguyên sẽ ghi lại và ngày mai
các bạn hãy ghi là bình nóng lạnh, xong là đặt lại số điện thoại giúp mình, thì là ngày mai mình sẽ trực tiếp mình chuyển ship đến tận nơi. Bình nóng lạnh này là sẽ không bao gồm lắp đặt nhá mọi người nhá. Hoàng Hải sẽ chuyển toàn bộ MB cho anh cái bình nóng lạnh ra đây cái. Bình nóng lạnh là nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng, mới tinh được hộp, cũng như là điều hòa. Bên Hoàng Hải không kinh doanh các đồ cũ. Đây là một cái bình tượng trưng. Đây nó đây. Với giá hôm nay Nguyên xin bán với giá 1.750.000 cho bình 30 lít. Mà giá này chỉ có duy nhất ngày hôm nay các bạn mua được tại tại nhà chúng tôi. 10 bình. Ngày mai Nguyên sẽ trực tiếp chuyển đến quý khách hàng. Chữ tín của Hoàng Hải rất là quan trọng. Nên là mọi người rất là cứ yên tâm. Hoàng Hải nói là làm. Làm anh Nguyên hết 10 bình nóng lạnh rồi. Cảm ơn Nguyên. Ok, cần một tình yêu bình nóng lạnh. Ok. Đây. Đây là một cái bình 20 lít. Nhưng mà Hoàng Hải đang live stream vì cái bình 30 lít thì nó nằm ở vị trí rất là cao, mọi người có thể Hoàng Hải chưa với được, nhưng mà đây là tượng trưng thôi. Còn đâu bình Hoàng Hải Nguyên chuyển đến cho mọi người, đó là bình 30 lít. TV không quá đâu Lily Nguyễn ơi. Sang năm nếu mà bên Nguyên chỉ kinh doanh điều hòa bình nóng lạnh và máy lọc nước và camera giám sát, đấy là các ấy để gửi tặng đến tất cả các mọi người, thì cũng xin giới thiệu luôn là sang năm 2018 thì bên nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải muốn tiếp cận được tất cả những quý khách hàng theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay đối dành cho Hoàng Hải. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ bài. Cảm ơn mọi người like. Cảm ơn. Hết 10 bình rồi đấy ạ. Hết 10 bình rồi mà. Thôi. À đây mọi người ấy nha, đây là bình tượng trưng bên nhà Nguyên. Nguyên cũng xin quay qua bình nóng lạnh thì đây. Đây. Bình nóng lạnh bên nhà Nguyên đấy. Máy lọc nước. Và máy lọc nước chúng ta không phải là Nguyên bán livestream nên để tri ân khách hàng, máy lọc nước của bên Nguyên ấy là thật sự là cấu hình rất là cao, máy 9 cấp. Vỏ cường lực chứ không bao giờ mang đồ gọi là tam đại ra để mà bán cho các quý khách hàng. Đây, máy cấu hình cao, 9 cấp. Chạy bơm, đài bơm rất là tốt luôn. Nếu mà đây là chỉ có thợ thì mọi người sẽ biết. Đấy. Bình nóng lạnh. Thôi chúng ta hãy cầu chúc cho U23 đội tuyển điện tử điện lạnh Việt Nam, U23 đội bóng đá của chúng ta chiến thắng trong trận chung kết tới. Xin cảm ơn mọi người đã live stream trực tiếp. Chúc Nguyên cũng xin kính chúc mọi người bước sang một năm mới. Chúc mọi người và gia đình bước sang một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Xin chào mọi người. Bình 20 lít tình yêu và nhớ. 20 lít tình yêu và nhớ Acetone ngày hôm nay Nguyên bán 2.3 triệu. Nhưng mà thật sự là hôm nay lại không ra. Nhưng mà thôi, xin chào mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã tương tác và chia sẻ bài viết cho nhà phân phối điều hòa Hoàng Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chào mọi người. Chúc các vị quý khách quý là một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều.